chương 1 Đào tử Mở Maserati không có một cái tốt Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 001 cùng nghèo khó yêu đương chính sử tháng tư mùa mưa Toàn bộ tiêu thành bao phủ tại ẩm ướt hơi nước bên trong Bầu trời ép tới rất thấp Mặt trời bị một tầng thật dày mây tích ngăn che Bắt vòng đạo ngoại Một xí nghiệp ngay tại thi công Bảy tám chiếc cần cẩu cùng máy kéo dọc theo đường cập bến, thỉnh thoảng có cỡ lớn xe chuyển vận từ trước mắt xuyên qua, các công nhân đỉnh lấy buồn bực trời nóng khí, hai tay để trần đem vật liệu một túi tiếp một túi khiên xuống đi, nương theo lấy máy móc tiếng oanh minh, túi xi măng tính cả màu đỏ cục gạch bị đưa lên thi công bên trong cao lầu. Nhanh đến trưa, không có tạm chờ đốc công gào to, các công nhân liền liên tiếp từ cấp trên xuống tới, ba lượng thành hàng co quắp tại kiến trúc chỗ bóng tối nghỉ ngơi. Một nhóm người hoặc ngồi sổng hoặc nằm, lẫn nhau. Điểm hương yên, trò chuyện việc nhà xem như tiêu khiển, cũng không quan tâm trên đất xi si măng cùng tro bụi dính vào trên thân. Theo lên cao ngày, thời tiết càng thêm ngột ngạt, trong không khí đều là khó nhịn triều nóng, tính cả mồ hôi mùi tanh cùng nhau tràn vào miệng mũi. Tô Thiên Lạc trước ngực kịch liệt chập trùng, hắn có chút thở không lên lên, dài nhỏ ngón tay vặn mở một chai nước, hướng đầu đổ xuống. Trong suốt băng lãnh nước khoáng thuận hắn màu nâu tóc ngắn không có vào cái cổ, Thấm ướt hơi bẩn màu trắng sau lưng, khinh bạc sau lưng kề sát làn da, đem hắn cơ bắp hoa văn nổi bật nhất thanh nhị sở, dị thường tính. Cảm giác Cô Thiên Lạc lung lay đầu, dọc nước trên không trung tứ tán, rất nhanh bị bốc hơi biến mất. Ném đi rỗng cái bình, trang phục làm việc quần trong túi truyền ra chuông điện thoại. Cô Thiên Lạc lấy điện thoại cầm tay ra, tại trí năng cơ trải rộng thời đại bên trong, hắn dùng vẫn là cổ xưa nhất Motorola, ấn bàn phím màn hình trắng đen, phi thường giảng lược cổ phát. Chung điện thoại tiếp tục rung động, không đợi Tô Thiên Lạc tiếp thông điện thoại, dưới bóng tối nhân viên tạp vụ liền bắt đầu treo gẹo. Bạn gái nhỏ. Hắn cúi hạ lông mi run rẩy, nhếch môi không nói chuyện. Sao thế, hắn đối tượng lại đến đây. Một người nói. Vậy cũng không, gió thổi trời mưa đều muốn đi qua, nhân nhớt méo mó vợ chồng trẻ tử nói chuyện người cao gầy cùng Tô Thiên Lạc không sai biệt lắm, ánh mắt mang theo nồng đậm ghen tị. Người nói đồng dạng đều là trước kia bỏ học, công trường dời gạch, làm sao chỉ có tiểu tử này tốt như vậy mệnh. Chỉ cần là cá nhân tâm lý liền không cân bằng. Nhân viên tạp vụ nhóm chính muốn tiếp tục treo gẹo, không biết ai mở miệng. Đó có phải hay không tiểu tô đối tượng? Một đám người ánh mắt cùng nhau nhìn sang. Công trường cách đó không xa, thân hình cao gầy nữ hài đứng lặng tại một cổ cần cẩu hạ. Nàng đứng tại một mảnh nhỏ chỗ bóng tối, thân hình tim đồng đều, có lồi có lõm, quần dinh bó sát người bao vây lấy hai đầu thon dài thẳng tắp chân, tinh xảo khuôn mặt nóng đến ửng đỏ, trần trụi ra làn da tuyết trắng, lông mày hình tú lệ, hai mắt dài nhỏ, tiêu chuẩn cặp mắt đào hoa, mắt trái tiếp theo dọc lệ nốt ruồi, càng làm cho gương mặt này sinh động mỹ lệ. Nàng tóc dài cuộn lại, lộ ra tựa như thiên nga cái cổ đồng dạng thon dài cái cổ. Có dơ bẩn hỗn loạn hoàn cảnh làm bối cảnh, càng đột hiển mỹ mạo của nàng và khí chất. Bạch Đào cũng không biết các công nhân đang đánh giá nàng, tại loại này ồn ào dơ giấy bẩn thiểu xấu cảnh bên trong, nàng vẫn như cũ chờ kiên nhẫn. Đưa tay phù chính đỉnh đầu mũ, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi xe đẩy trải qua lúc tóe lên cho bụi. Điện thoại chậm chạp không có kết nối, vừa đè xuống cúp máy, liền nghe có người hướng bên này tiếp cận, nàng ngẩng đầu nhìn qua. đi tới nam nhân không cao lớn lắm, thắng ở tứ chi thon dài, xương cốt đều đều, coi như mặt vào thân quá to béo còn dơ bẩn trang phục làm việc, cũng khó cản hắn thanh tuyển xoái khí. tô thiên lạc ở trước mặt nàng đứng vững, thuận thế vì nàng ngăn trở xuyên thấu mà đến ánh nắng. làm sao tới sớm như thế? lúc nói chuyện có chút thở, tiếng nói mang theo khàn khàn hắn đứng được rất gần, Bạch Đào ngửi được từ trên người hắn truyền đến ẩm ướt mặn mồ hôi vị. Bạch Đào không có chút nào ghét bỏ, bên môi treo nhàn nhạt ôm nhu ý cười. Cơm hôm nay. Nói, rổ đưa qua. Ngươi thật xa, liền đừng tới đây đi. Tô Thiên Lạc tiếp nhận rổ. Lại nhịn không được hiếu kỳ, mở ra một góc nhỏ hướng bên trong ngửi ngửi, lập tức cười, giấm đường nhỏ xếp hàng. Bạch Đào gặp hắn thích trong lòng cũng vui vẻ, nói. Nhìn ngươi khổ cực như vậy, nghĩ đến làm điểm tốt cho ngươi bồi bổ. Tạ ơn. Tô Thiên Lạc không khỏi câu lên khóe môi, tự nhiên mà vậy giơ tay lên, đang muốn tiếp cận đến đỉnh đầu nàng lúc, ánh mắt liếc về đầu ngón tay dơ bẩn cùng trên mu bàn tay làm ngưng đã lâu màu đen sơn. Hắn nụ cười cứng đờ, đem đồ ăn rổ nhét còn tới bạch đào trong ngực, liền ống nước thanh tẩy lấy ngón tay. Tiếng nước hoa hoa tác hưởng, bốn phía đột nhiên yên tĩnh. Bạch đào trồng mắt, rõ ràng nhìn thấy dòng nước hạ hắn xương ngón tay. Thông dài, trắng nõn, xương cốt rõ ràng, ngón cái đóng lớn nhỏ bất trang trí tại hắn thủ đoạn nhô lên xương cổ tay bên trên, gợi cảm hữu lực. Tô Thiên Lạc tẩy nghiêm túc, xác định không có bùng bẩn lưu lại về sau, vặn tốt vòi nước đứng dậy, tùy ý vẫy khô trên tay giọt nước, lúc này mới cẩn thận bóp chiếm hữu nàng viên thịt đầu. Mềm mại xúc cảm để Tô Thiên Lạc không bỏ được thu tay lại, lại ngắt hai bóp về sau, mới ngượng ngùng rũ xuống hai tay. Nhìn xem nàng cái trán tiết ra mồ hôi, hai con ngươi không khỏi nhiễm lên thương yêu, thả nhu ngữ khí, nhẹ nói: "Dự báo bảo ngày mai 30 độ, ngươi cũng đừng tới, bị cảm nắng làm sao bây giờ? Ngươi chớ xía vào ta, ăn trước đi." Bạch Đào chẳng hề để ý lắc đầu, bốn phía tìm đến hai thanh bàn, ghế dùng khăn giấy tinh tế lau đi đảng ở phía trên cho bụi về sau, lúc này mới đem giỏ cơm tử thả đi lên. Làm nửa ngày khổ lực nghề nghiệp Tô Thiên Lạc đã sớm đói bụng, cũng không có khách khí, vung lên chiếc đũa gặm lấy gặm để. Hắn mặc dù ăn đến nhanh vừa vội, có thể ăn nhân tình nhìn, không khiến người ta sinh chán ghét. Bạch Đào ngồi đối diện hắn, vẻ mặt tươi cười nhìn xem khối lớn đóa to lớn Tô Thiên Lạc, thỉnh thoảng dùng khăn tay lau đi khóe miệng của hắn cặn bã người so với người làm người ta tức chết. Người cao gầy gặm miệng màng thầu, liền một đũa dưa muối, phiêu hốt ánh mắt là khó cản ghen tị và ghen tị. Nhìn ngươi kia xấu xí dạng, ngươi ghen tị cái rắm. Cút mẹ mày đi, ta so tiểu bạch kiểm kia mạnh hơn nhiều. Người cao gầy phòng má giúp, nước bọt văng khắp nơi, kia tiểu tử ngày hôm nay khiên hai túi xi măng lại không được, cũng không biết đốc công thế nào nghĩ tới, thuê như thế một cái công tử bột vừa mới dứt lời, đốc công hướng qua quăng cái mắt đau, mắng. lão tử thế nào biết, ngươi đi hỏi lão bản a, hắn cho làm người tới. thao. hiện tại công trường dời gạch còn muốn đi cửa sau rồi. mây tích nhanh tản, mặt trời lộ ra nửa cái đầu, gấp rút tiếng còi từ nơi không xa truyền đến. khai công. tất cả đứng lên, khai công. tiểu tô, còn đặt chỗ ấy làm gì đâu, mau tới đây a. À. Cô Thiên Lạc ngửa đầu đem cơm lay sạch sẽ, hộp rỗng hướng bàn, ghế bên trên vẫy lên, sốt ruột lửa cháy đứng dậy hướng qua chạy, chạy không có mấy bước, quay đầu lại hướng Bạch Đào vẫy gọi. Đào Tử, sáng mai đừng đến, ban đêm ta đi tìm ngươi. Thời gian trong nháy mắt, hắn đắp lên xuống bậc thang lên chỗ cao, mặt trời cao chiếu còn trở lại mặt đất, cô Thiên Lạc thân ảnh biến thành cái chấm đen nhỏ, máy móc lần nữa vận hành, ầm ầm tiếng vang cơ hồ đánh vỡ màn nhĩ bạch đào cất kỹ giỏ rau quay người rời đi công trường ngồi lên rồi dừng sát ở ven đường đại chúng xe nàng cùng tô thiên lạc mới quen hai năm không đến hai người tại một năm trước xác định người yêu quan hệ sơ tiếp xúc tô thiên lạc lúc hắn đang ở nhà đối diện phòng ăn làm công tô thiên lạc hình dạng cùng với đáng chú ý xuất sắc tăng thêm một đôi điện nhãn cùng một bộ trong suốt cuốn họng mỗi ngày đều để phòng ăn kín người hết chỗ bạch đào cũng là nhà kia khách nhân một tới hai đi hai người quen, Bạch Đào càng là thưởng thức Tô Thiên Lạc cá tính. Hắn tùy tính, đối ngoại xa lánh kiệm lời, một khi quen biết, liền sẽ phát hiện hắn rất ôn nhu quan tâm, không làm đại nam tử chủ nghĩa, cẩn thận còn mang theo không thất lễ tiết tiểu u mặt. Bạch Đào rất thích người như vậy, thế nào tự nhiên mà vậy tiếp nhận rồi hắn tỏ tình. Nhưng mà, Bạch Đào người nhà chướng mắt tô thiên lạc. Nguyên nhân chỉ có một cái, nghèo. Tô Thiên Lạc có mang đoạn có tướng mạo, nhưng chính là nghèo, nghèo vang đinh đương cái chủng loại kia nghèo. Người khác nói, túi quần so mặt còn sạch sẽ, chỉ nói là nói, mà Tô Thiên Lạc không phải, hắn nghèo đến liền túi quần đều không có, bởi vì không cần đến. Bạch Đào liền không đồng dạng, gia cảnh nàng hậu đãi danh giáo tốt nghiệp, từ nhà trẻ đến đại học đều là nữ thần tồn tại, mặc dù bây giờ chỉ là cái giáo viên tiểu học, nhưng tiền đồ tương đối quang minh, bạch gia làm gì cũng sẽ không đem dạng này hoa tươi mà cắm ở tô thiên lạc cái này đóng khuôn mẫu không tệ trên bãi phân trâu, thế nào từ bọn hắn cùng một chỗ về sau, bạch phụ hay dùng tận thủ đoạn, trắng trợn ngăn cản. Nhớ tới bạch ba, chính lái xe bạch đào trùng điệp thở dài. Bạch Đào cảm thấy ba nàng chính là cái lão ngoan cố, mặc dù Tô Thiên Lạc hiện tại rất nghèo, còn không cha không mẹ, không xe không nhà, nhưng hắn anh tuấn soái khí, thông minh lanh lợi, sớm muộn cũng sẽ tìm tới công việc phù hợp, coi như tìm không thấy cũng không quan hệ, nàng sẽ biến có bản lĩnh, nuôi cái nam nhân vẫn là không thành vấn đề. Phía trước là đèn đỏ, bạch đào tiêm doanh đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ tay lái. Ánh mắt dư quan bên trong, một cổ màu xám bạc Maserati chậm rãi dừng sát ở bên cạnh. Cửa sổ xe nửa mở, lái xe chính là cái nam nhân. Bạch đào kìm lòng không được hướng qua quét mắt, chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng nhìn thấy cái góc cạnh rõ ràng bên mặt. Tự hồ đã nhận ra bạch đào ánh mắt, nam nhân có chút nghiêng đầu, kính trâm hạ đồng mắt nhìn lại. Nàng đại chúng kiểu dáng cũ kỹ, vết trầy mấy đạo, tại Masrati trước mặt không chút nào thu hút. Dường như nghe được cái nhàn nhạc khịp mũi âm thanh, tại đèn đỏ chuyển đổi trước, trong xe nam nhân xông nàng so với ngón giữa, ngên ngang rời đi. Bạch đào. Người này mẹ nhà hắn có bị bệnh không? trên người có chút ngứa, không nghiêm trọng, có thể nhẫn nại. Bạch Đào đạp xuống chân ga, trống đi một cái tay cho Tô Thiên Lạc phát cái tin nhắn ngắn. Đào tử. Mở Maserati không có một cái tốt. Cao lầu trên công trường Tô Thiên Lạc nhìn xem cái này cái tin nhắn ngắn, chậm chạp chưa có trở về thần. Giật mình lăn ở giữa, cảm giác chấn động từ trong túi áo trên truyền ra. Cùng đốc công một giọng nói về sau, Tô Thiên Lạc hạ tầng dưới cùng, tìm cái không người chỗ ngoặt, lấy ra quần áo túi đồ vật. Khi là một bộ điện thoại, thân máy bay màu đen, mô hình ưu mỹ, chính là iPhone mới ra kiểu mới nhất, trong nước còn chưa bắt đầu phát hành. Sĩ đầu, ta tại đường phố đối diện. Trong điện thoại người nói. Tô Thiên Lạc nâng lên mặt mày. Quảng trường đối diện, màu xanh ngọc Maserati rêu rao đụng thị đổ ven đường. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Masrati, ta đã làm sai điều gì? Mở hố, hy vọng mọi người không muốn thảo chứng, làm cái nhẹ nhõm văn nhìn là tốt rồi. Quy cũ cũ, trước 100 nhắn lại hồng bao. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 2 Nói bậy, rõ ràng là nhàn mông đau. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 002, cùng nghèo khó yêu đương Bạch Đào vừa phát tới tin nhắn còn lẳng lặng ngừng ở bên trái túi quần Motorola bên trong, hắn cảm thấy nóng mặt, hầu kết lăn lộn một phen, cầm lấy cuốn họng. Triệu ca, đổi chiếc xe đi. Nói xong, điện thoại cúp máy, dạo bước đi đối diện quảng trường. Đưa mắt nhìn lên xe tô thiên lạc, người cao gầy mà nổ biểu môi, trào nói. Khi tiểu tử quả nhiên không phải người bình thường. Đoán chừng là con em nhà giàu ra thể nghiệm nhân sinh nói bậy, rõ ràng là nhàn mông đau. Mấy người trách trách hô hô nghị luận cái không xong, đốc công liếc mắt, trống lên một cuốn họng. Chớ ép bức lại nhảy, làm rất tốt các ngươi sống. Tô Thiên Lạc xuyên qua đường đi, mở cửa xe tiến vào chỗ ngồi phía sau, bên trái ngồi cái nam nhân, nhân cao mã đại, có phần có khí độ. Hắn hướng Tô Thiên Lạc ném qua cái hộp, nói. Thứ ngươi muốn, mua cho ngươi tới. Hộp vuông vứt, đóng gói phi thường tinh mỹ, Tô Thiên Lạc đem hộp mở ra, một viên 10 gram kéo lớn nhỏ chiếc nhẫn kim cương nằm thẳng trong đó. Trên mặt hắn mang theo cười, thỏa mãn đem hộp đạp đến túi, mắt tâm lóe ra ý cười. Phiền toái, triệu ca. Triệu Bình nửa mở lên cửa sổ xe, nhóm lửa điếu thuốc, hưởng thụ hút miệng về sau, hỏi. Ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi cái này phá địa đây? Sinh hoạt thể nghiệm cũng không xê xích gì nhiều đi. Tô Thiên Lạc rủ xuống mí mắt, song tiệp ở ngay trước mắt Phương bao trùm lấy tầng nhàn nhạt bóng ma. Rồi nói sao, dù sao cũng không vội. Triệu Bình Dư quan hướng về mặt của hắn, trầm giọng nói. Công việc không vội, vội vã cầu hôn. Đối mặt trêu ghẹo, hắn đỏ thấu bên tai. Thành đi. Triệu Bình đem điếu thuốc ném ra ngoài cửa sổ, nhìn ngươi thời gian, trở về trước nói một tiếng. Tốt, làm phiền ngươi nhớ phải gọi ta uống rượu mừng tô thiên lạc lúc rời đi nghe được triệu bình nói một câu như vậy chủ nhật không có lớp bạch đào cho tô thiên lạc đưa sau khi ăn xong liền trực tiếp trở về nhà bạch gia bên ngoài đạo hẻm trong ngõ từ hai nơi tứ hợp viện kết hợp mà thành một gian là nơi ở một gian là võ đạo quán mà nhà bọn hắn chính là mở võ quán bạch đào ba ba bạch chính xuyên xuất sinh kham khổ khi còn bé liền được đưa đến Thiếu Lâm tự khổ học võ thuật, cái này ngẩn ngơ chính là 10 năm, sau khi ra ngoài cũng không có tiền đọc sách, thế nào trong thành tìm phần công việc hộ vệ, cũng bởi vậy kết bạn mẫu thân của Bạch Đào, hai người rất nhanh kết hôn, sau đó không lâu thì có Bạch Đào. Về sau mẫu thân rời đi, Bạch Chính Xuyên dùng cận tồn tài sản mua nơi này viện tử, đồng thời làm nhà này võ thuật quán. Võ thuật quán làm lớn một chút về sau, Bạch Chính Xuyên có một ít tiền vì để cho nữ nhi trôi qua thư thái lại mua xuống sát vách đem hai nơi đã thông một chỗ ở lại một chỗ công việc không liên quan tới nhau đem xe tiến vào trong nội viện nhà để xe về sau bạch đào cầm ba lô tiến vào nhà nhưng vừa rảo bước tiến lên phòng khách bạch đào liền mộng trên ghế salon ngoại trừ ba nàng bạch chính xuyên bên ngoài còn nhiều thêm bảy tám người trong đó có nàng thân cô cô họ hàng một hai mấy trương sinh mặt cùng hai ba cái ngược xuôi tiểu hài nhi. Bạch đào lông mày tâm hung hăng nhảy dưới, vừa định thừa dịp bất ngờ quay đầu rời đi, liền bị mắt sắc mà bạch gia cô cô bắt chính. Đào nhi trở về. Bạch Ngọc Kiều tiếng gọi nhũ danh của nàng, cười tủm tỉm nhìn xem cổng Bạch Đào. Bạch Đào thân thể cứng đờ, quay đầu phất phất tay. Cô cô tốt. Đánh xong chào hỏi về sau, lại vò án lấy huyệt Thái Dương nói, đầu ta mà có đau một chút, đoán chừng bị cảm nắng, trước hết không quấy rầy các ngươi. Không có lại đi, Bạch Chính Xuyên liền gọi lại Bạch Đào. Dừng lại. Ngươi thẩm thẩm cùng các thúc thúc thật xa tới, sao có thể không chào hỏi trở về phòng, tới. Bạch Chính Xuyên muốn Bạch Đào lúc bất quá 20, hiện tại 45 tuổi hắn chính là trung khí 10 phần thời điểm, tăng thêm nhiều năm tập võ, khí thế rất có uy nghiêm. Cái này cuốn họng vừa xuống dưới, Bạch Đào liền co rúng lại xuống cổ, tro xám xịt ngồi xuống bạch chính xuyên trước mặt, thành thành thật thật cùng thất đại cô bác đại di nhóm hỏi tốt, sau đó không còn có mở miệng. Bạch Đào không thích nàng bọn này thân thích. Khi còn bé thời gian trôi qua khổ, những người này tránh không kịp, sợ liên lụy đến bọn hắn, sau sinh ý tới dần dần làm lên, loạn thất bác tao người liền toàn đến đây. Bạch Chính Xuyên là cái lòng dạ rộng lớn thực sự người, đối có quan hệ máu mũ bọn hắn cho tới bây giờ không có một câu lời oán giận, nên giúp còn giúp, nên xuất thủ còn ra tay. Nhưng Bạch Đào không giống, nàng lòng dạ hẹp hòi vô cùng, coi như không công khai biểu hiện ra chán ghét, cũng sẽ không tận lực thân cận, hòa nhã đối đãi. Các thân thích xem không hiểu Bạch Đào sắc mặt, vẫn như cũ vui vui tươi hớn hở đánh giá nàng. A à nha, Đào tử năm nay 24 đi. Một cái thúc thúc ngữ khí thân mật, cũng đã lớn thành đại cô nương. Ngồi ở hắn bên cạnh trước thẩm thẩm không khỏi chen vào nói. Nghe nói khi giáo viên tiểu học, làm ra thế nào nha? Chúng ta nếp nếp mắt thấy cũng phải lên tiểu học, còn không biết đi chỗ nào tốt đâu. Bạch Đào không có biểu tình gì, nhàn nhạt trả lời. Ta công việc kia tiểu học là cái tam lưu trường học, kiếm sống dùng, nhà các ngươi nếp nếp xem xét chính là làm đại sự mà người, nhưng đừng chậm trễ tại ta chỗ ấy. Thoại âm rơi xuống, thẩm thẩm nổ biểu môi an tĩnh. Lại có người hỏi. Có đối tượng sao? không có tạm chờ Bạch Đào trả lời, Bạch Ngọc Kiều liền thay nàng đáp lại. Sớm có, tại phòng ăn khi nhân viên phục vụ, không có các ngươi nhà đại khuê nữ tìm tốt. A à nha, cái này không thể được. Thẩm Thẩm biểu lộ hơi kinh ngạc, Đào Nhi tốt như vậy cô nương, sao có thể tìm rửa chén đĩa? Mắt nhìn các nàng càng ngày càng khó nghe, Bạch Đào cũng không ngồi yên được nữa, nhấc lên Bạch Chính Xuyên ống tay áo, cúi khóe miệng, ánh mắt ủy khuất cha, ta không thoải mái. Bạch chính xuyên liếc xéo một chút. Người càng nhiều ngươi liền không thoải mái, làm sao như vậy già mồm. Bạch đào. Nàng trống xuống quai hàm, không có chú ý bạch chính xuyên sắc mặt, cầm lên bao liền đạp đạp chạy vào mình phòng. Đem cửa phía sau đóng chặt thực lại khóa kỹ về sau, bạch đào nhẹ nhàng thở ra. Trước mở điều hòa không khí, tiếp lấy thay đổi bộ kia dính cho bụi quần áo, lúc này mới thư thư phục phục ôm tấm phẳng nửa nằm ở trên giường. Dù cho cách một đạo hành lang cùng cửa phòng, Bạch Đào vẫn như cũ có thể nghe được tiểu hài nhi chạy âm thanh cùng cô cô tương đối cởi mở tiếng cười. Nàng bị làm cho huyệt thái dương ong ong làm đau, cầm điện thoại di động lên phát cái tin nhắn ngắn. Bạch Đào Đêm nay ngươi đừng tới đây, nhà ta người đến. Đinh âm thanh, tin tức gửi đi thành công. Bạch Đào nhìn điện thoại di động xuất thần. Tô Thiên Lạc không có cái gì đứng đắn điện thoại, nếu không phải vì cùng nàng liên hệ, bộ kia lão gia cơ cũng sẽ không mua, nàng đã từng đề cập qua đưa một đài trí năng cơ cho hắn, không nghĩ tới bị không chút do dự cự tuyệt. Tô Thiên Lạc điện thoại tín hiệu không tốt, tiếp nhận tin nhắn tốc độ luôn luôn chậm hơn một chút. Cũng không biết có thể hay không thu được. Bạch Đào cao mày, nắm điện thoại di động nghi người thiếp đi. Cái này một giấc thẳng đến trời tối, đợi nàng khi tỉnh lại đã là 7 giờ rưỡi. Tô Thiên Lạc còn chưa hồi phục tin nhắn. Bạch Đào Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ mắt nhìn hoàng hôn, cảm thấy hắn hẳn là sẽ không thật xa tới. Chính suy tư, tiếng đập cửa vang lên. Tỷ tỷ, ăn cơm nha. Ua nàng chính là nhà cô cô nhị nữ nhi, 6 tuổi không đến, rất là nhu thuận nghe lời. Tới. Bạch Đào xuống giường mở cửa, trước cửa hạ hạ nháy mắt nhìn qua nàng đi thôi chúng ta cùng đi kéo tiểu cô nương tay trực tiếp hướng phòng khách đi đến người đều đã nhập tọa bạch đào không thấy đám kia thân thích đem hạ hạ ôm lấy phóng tới trên ghế về sau quay người ngồi về vị trí của mình bạch chính xuyên là cái tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật người bình thường trên bàn cơm luôn luôn yên lặng ngày hôm nay nhiều mấy đứa bé lại đều không thành thật một hồi gõ gõ bát một hồi đá đá cái ghế xảo xảo nháo nháo gấp bạch đào vùi đầu mảnh ăn nghĩ đến tranh thủ thời gian ăn xong rút lui người đột nhiên cửa chính của sân mở bạch đào khóe mắt liếc qua rơi đi nhìn thấy một người hướng bên này đi tới hắn đón bóng đêm lờ mờ đèn đuốc bao phủ nửa người nam nhân thân hình cao gầy âu phục thẳng tắp một đôi giày nhỏ mặt mày bên trong thấm đầy nồng đậm tinh thần khi nhìn rõ gương mặt kia trong nháy mắt bạch đào tâm cùng lấy trùng điệp nhảy một cái cầm chiếc đũa tay phút chốc nắm chặt thanh niên tay cầm hộp quà dạo bước mà vào nguyên bản ầm ĩ phòng khách theo hắn tiến vào cũng lâm vào yên tĩnh đón đám người ánh mắt hắn mắt tâm hơi liễm hoàng hồn về sau hắn lộ ra xóa thanh nhã đến cực điểm cười chúc mọi người buổi tối tốt lành bạch thúc thúc tốt thanh âm ôn nhuận khí chất như ngọc lập tức kinh diễm đến tất cả mọi người ở đây mà bạch đào ngay ra như phỏng bạch ngọc kiều ngốc trệ vỗ xuống lông mi há hốc mồm thăm dò tính gọi ra tên của hắn tô thiên lạc a à, di tốt tô thiên lạc đem trên tay mấy bao hộp quà đặt ở trên bàn trà nho nhỏ lễ gặp mặt không thành kính ý bạch đào nhìn sang từ mấy cái kia cái túi đóng gói đến xem cũng không phải nho nhỏ lễ gặp mặt tô thiên lạc từ đâu tới tiền mua những này không đợi nghĩ lại bên cạnh thẩm thẩm hỏi vị này chính là Bạch Ngọc Kiều đảo đảo trong mắt, nhỏ giọng nói. Hắn nha, gọi Tô Thiên Lạc, là Đào Nhi bạn trai, hai người vừa đàm không bao lâu. Bạn trai. Thiếm không khỏi nhìn lâu Tô Thiên Lạc vài lần, mặc kệ là hình dạng vẫn là tư thái, hắn đều là một đỉnh một tốt, nhớ tới trong nhà cái kia thô thấp còn lôi thôi con rể, lập tức trong lòng không yên ổn hoành. Nhưng đảo mắt nghĩ, cái này tư thái đẹp hơn nữa cũng là rửa chén đĩa, thật đẹp lại không thể coi như cơm ăn, có cái gì dùng. Thiếm tính cả những thân thích khác đã sớm không nhìn chúng tô thiên lạc, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, vẫn như củ cười tủm tỉm nói. Tiểu tô ăn bữa tối sau. Tô thiên lạc như có như không quét bạch đào một chút, rất nhanh liễm mục, đáp. Còn không có. Vừa vặn, ngồi lại đây cùng một chỗ ăn đi. Bạch Ngọc Kiều kêu gọi trong nhà bảo mẫu, hứa A-di thêm một cái ghế tới. Cái ghế cất kỹ, Tô Thiên Lạc vào tòa. Ngồi ở chính vị Bạch Chính xuyên mặc dù một mực không nói chuyện, nhưng sắc mặt đã sớm thay đổi. Bạch Ngọc kiều một bên cho Tô Thiên Lạc thêm cơm, một bên thân mật hỏi: "Tiểu Tô làm sao đột nhiên mang theo nhiều đồ như vậy tới? Chẳng lẽ lại có cái gì chuyện khẩn yếu?" Tô Thiên Lạc dương mắt kiểm, ánh mắt bình tĩnh rơi vào bạch đào trên thân, thần sắc chuyên chú. "Là có một kiện chuyện rất trọng yếu, chuyện này nhất định phải thương lượng với Bạch Thúc Thúc mới được." Bạch Đào Tâm đột nhiên co rụt lại, một loại dự cảm xấu chậm rãi quanh quẩn toàn thân. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Bạch Đào. Bấm ngón tay tính toán, đại sự không ổn. Bị cảm, hỏi ta vì sao song khai. Chỉ có một thân chính khí. Còn có mấy chương tồn cảo. Tấu chương ngẫu nhiên hồng bao, muốn hồng bao trực tiếp bình luận, nói không chừng liền đập trúng. Cảm tạ tiểu đồng bọn địa lôi cùng nhà ta tiểu tâm can nước sâu ngư lôi, thời gian đổi mới tại mỗi lúc trời tối 8 giờ, không có ngoài ý muốn cơ bản sẽ không biến hóa. Thuận tiện. Các ngươi sao có thể như vậy xác định Lạc Lạc là nhân vật nam chính? Chẳng lẽ không đế ý đến văn án nam A nam B cùng nam C sao? Bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 3. Ta chán ghét kẻ có tiền cùng bọn hắn tiếp xúc ta sẽ chết. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 003, cùng nghèo khó yêu đương trên bàn cơm không hề có điềm báo trước lâm vào yên tĩnh, liền ngay cả vừa còn ầm ỉ hùng hài tử nhóm đều bổn phận. Bạch đào để đổ xuống, dưới bàn chân ám chỉ tính đá đá tô thiên lạc. Bạch chính xuyên giống như là không nghe thấy hắn đồng dạng, đâu ra đấy đang ăn cơm, thấy mọi người trầm mặt, sĩ đầu nói. Đều thất thần làm gì, ăn cơm a à bạch thúc thúc ta hôm nay là đến cầu thân xong bạch đào bụng mặt đã không dám nhìn nữa biết rõ ba ba không thích cô thiên lạc cho nên ở nhà rất ít đề cập liên quan tới hắn sự tình nghĩ đến một ngày kia thời cơ chính mùi lại để cho hai người gặp mặt nào nghĩ tới cô thiên lạc sẽ đến một màn như thế ta nghĩ cùng với bạch đào đỉnh đầu đèn treo chiếc xạ mà xuống hắn mặt mày thanh lãnh ánh mắt thẳng thắn Tô Thiên Lạc từ trước đến nay kiệm lời ít nói, một khi nói, chính là thật sự quyết tâm. Bạch Đào trong lòng khẽ nhúc nhích, không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm tại tâm ngọn nguồn bốc lên. Bạch Phụ nửa ngày không có đáp lại, vẫn như cũ gấp thức ăn hướng trong miệng đưa, nàng cẩn thận từng ly từng tí nghệ tới, vừa chạm vào Bạch Chính Xuyên sắc mặt, tâm liền lạnh hơn phân nữa. Đem trong chén cuối cùng một hạt gạo đào sạch sẽ, Bạch Chính Xuyên buông xuống bát đũa, cầm lấy giấy ăn lau đi khóe miệng lại uống xong cận tồn nửa chén nước ánh mắt sắc bén trực câu câu rơi vào bàn ăn đối diện tô thiên lạc trên thân ngươi cầu hôn ta không tiếp thụ cùng với đào tử ta không cho phép từng chữ đều âm vang hữu lực mang theo không cho cự tuyệt uy nghiêm bạch đào một trái tim triệt để rơi vào đáy cốc lạch cạch tâm thanh viên giấy bị nhét vào trên bàn bạch chính xuyên song tay nắm chặt ngữ khí ung dung không vội trước ngươi tại phòng ăn làm công, đúng hay không? Tô Thiên Lạc rung động xuống tiệp, không có che giấu. Phải. Về sau đánh nhau với người ta, bị khai trừ rồi. Lặng im vài giây. Phải. Bạch Đào cắn chặt môi dưới, trong thần sắc tràn đầy lo lắng. Sau đó mấy tháng trước, ta một người đệ tử nói cho ta, hắn tại quán ba gặp ngươi, đồng thời cùng mấy người phát sinh tranh chấp. Thoại âm rơi xuống, Bạch Đào tràn đầy kinh ngạc bạch chính xuyên khóe mắt liếc qua đảo qua nàng hừ tiếng cười xem ra đào tử cũng không biết chuyện này Tô thiên lạc không có vì đó sinh ra mảy may động dung trong suốt hai con ngươi rất thẳng thắn phòng ăn chuyện phát sinh về sau ta bị thương đào tử để cho ta chuyên tâm nuôi thế nhưng là ta ngồi không yên cũng không muốn tiêu phí tiền của nàng cho nên ban đêm đi quán bar làm công kiếm chút tiền qua bởi vì sợ nàng biết sẽ lo lắng cái này mới không có nói cho đào tử còn cùng người tranh chấp đó là bởi vì bọn hắn nghĩ ăn bá vương cơm được bạch chính xuyên làm cái dừng lại thủ thế chuyện trước kia trước không nói hãy nói một chút ngươi bây giờ bạch đào nghe trong lòng một cái lộc bột không khỏi há miệng ngăn cản cha ngươi đừng nói nữa ngươi ngậm miệng cho nàng một cái liếc mắt về sau bạch chính xuyên nói tiếp ngươi bây giờ tại công trường từ nhỏ công không sai đi nói xong cùng nhau hít vào ngụm khí lạnh. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, khí chất thanh quý lại tướng mạo trắng nõn Tô Thiên Lạc sẽ cùng nông dân công nói nhập làm một. Không sai. Hắn thừa nhận, không có một giây do dự. Một mình ngươi nhân viên làm theo tháng 4000 không đến, không xe không nhà, không cha không mẹ, mỗi ngày ăn cơm trưa đều là ta khuê nữ sáng sớm dậy làm tốt đưa cho ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì cưới nàng? Coi như cưới, Ngươi lại lấy cái gì cùng nàng sinh hoạt? Tiền vĩnh viễn là cái hiện thực vấn đề. Coi như rất nhiều người không thừa nhận, cũng không thể không tiếp nhận một sự thật. Muốn ở cái thế giới này sinh tồn, nhất định phải có tiền. Có tiền bị xem trọng ba phần, không có tiền thấp người khác một đầu. Bạch Chính Xuyên chịu khổ so người khác ăn muối còn nhiều hơn, chính là bởi vì qua qua thời gian khổ cực, mới không nguyện ý để nữ nhi cùng người khác qua những tháng ngày đó. Cha ngươi đừng nói nữa bạch đào vành mắt đều đỏ bạch chính xuyên như dao cắt đất nàng đẫm máu đau nàng biết tô thiên lạc là cái không may người cũng biết hắn so với ai khác đều mạnh hơn bây giờ tất cả không chịu nổi bị mở ra tới nói mặc cho ai cũng chịu không được ta biết ai ngờ tô thiên lạc cũng không có lùi bước đối mặt bạch chính xuyên lời nói này hắn đáy mắt thần sắc không có toát ra mảy may mềm yếu cùng lui bước Tô Thiên Lạc nhìn qua Bạch Chính Xuyên, từ trong túi móc ra tấm thẻ chi phiếu đặt lên bàn. Nơi này tất cả tài sản đều là Bạch Đào, ta sẽ không để cho nàng chịu khổ. Xanh đậm thẻ ngân hàng lẳng lặng nằm tại mặt bàn, tại dưới ánh đèn chiếc xạ ra thanh cạn kim loại sáng bóng. Tấm chi phiếu kia xe giờ đặt vào chính là hắn nhỏ nửa năm qua chỗ kiếm lấy tất cả tài chính, mặc dù còn không phải rất nhiều, nhưng đã vượt qua phổ thông tiền lương tộc gia sản hắn một phần đều không có bỏ được hoa vì chính là ngày hôm nay một ngày này bạch đào nhìn xem tấm thẻ kia há hốc mồm chậm chạp không có phát ra âm thanh ngươi nhanh thôi đi không đợi bạch chính xuyên nói chuyện cô cô lớn giọng liền vang lên một mình ngươi dời gạch có thể có bao nhiêu tiền nhanh lấy về đừng xấu xí người gặp bạch ngọc kiều mở miệng cái khác thất đại cô bác đại di cũng không nhịn được gom lại náo nhiệt ngọc kiều nói đúng ngươi không có 180 vạn còn nghĩ cưới chúng ta bạch đào. Nhìn dung mạo ngươi hình người dáng người, không nghĩ tới là người ăn bám. Ngươi như thế mặt dày mày dạng đổ thừa nhà chúng ta đào tử, chính là muốn đợi tam ca của ta đi cầm gia sản A, Phi. Làm ngươi xuân thu mộng đi. Ngoại trừ các đại nhân bên ngoài, tiểu hài nhi cũng đi theo nhảy xuống bàn, vây quanh tô thiên lạc đóng vai lên mặt quỷ. Ăn bám, xấu hổ xấu hổ. Đại ca ca, xấu hổ xấu hổ. An tĩnh chút. Bạch chính xuyên vỗ bàn một cái, một nhóm người lập tức lão thực. Thẻ ngân hàng thu hồi đi, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không để đào tử cùng với ngươi. Bạch chính xuyên đứng dậy mà đứng, gọi tới bảo mẫu. Hứa A Di, tiễn khách. Không cần. Bạch đào rốt cuộc kìm nén không được, phanh đến âm thanh đá văng cái ghế ngồi dậy, nàng lặng lẽ vẫn nhìn đám người, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại bạch chính xuyên trên thân ta cùng hắn cùng đi bạch chính xuyên trừng to mắt ngươi dám ngươi nhìn ta có dám hay không bạch đào cười nhạo xoát hạ cầm lấy tạp lại cầm lên tô thiên lạc vào cửa thời gian mang đến quà tặng túi cuối cùng kéo lên một cái tô thiên lạc tông cửa xông ra tháng tư bóng đêm thanh lãnh trên trời ảm đạm không tin nàng lôi kéo tô thiên lạc một đường bước nhanh trong đêm hẻm nhỏ ngoại trừ ngẫu nhiên truyền đến tiếng chó sủa bên ngoài, chỉ có hai người bọn họ sốt xếp bước chân cùng hô hấp. Đến ngõ nhỏ nơi khác một viên lão hòe thụ dưới, bạch đào thở nhẹ lấy dừng bước lại, đặt mông ngồi ở dưới cây trên tảng đá lớn. Đỉnh đầu không hề có điềm báo trước vang lên trận sấm rền, chắc hẳn sau đó không lâu sẽ có một trận mưa lớn rơi xuống. Bạch đào quạt mồ hôi, nửa ngày mới bớt đau. Ngươi chưa lấy được ta cho ngươi phát tin nhắn sao? nàng ngửa đầu hỏi Tô Thiên Lạc. Nam nhân đứng ở trong màn đêm, thẳng tắp Âu Phục sớm đã nổi lên nếp uống. Hắn nhếch môi, nói thật nhỏ. Nhận được. Bạch Đào nhìn xem Tô Thiên Lạc, tức hỗn hển nói. Vậy ngươi còn tới? Tô Thiên Lạc nói. Không đến làm sao cầu hôn. Chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, căn bản không có ý thức được mình rốt cuộc phạm vào dạng gì sai lầm. Bạch Đào trong nháy mắt bị chọc giận quá mà cười lên. Ta đám kia thân thích chính là gây chuyện tinh, ta càng không may bọn hắn càng vui vẻ. Hiện tại ngược lại tốt, đoán chừng sáng mai, a không, một hồi vòng bằng hữu liền truyền khắp đào tử tìm cái tiểu bạch kiểm nông dân công. Tô Thiên lạc phe phẩy dài tiệp, chậm rãi ở trước mặt nàng ngồi xuống, trong bóng đêm thanh tuyến phá lệ thanh lãnh trầm thấp. Ngươi cảm thấy mất mặt. Nàng phía sau lưng cứng lại nhìn qua cặp kia dường như bị thiên sứ hôm qua trồng mắt trong suốt, một trái tim lập tức mềm mại. Bạch đào bóp bên trên mặt của hắn, ôn nhu nói. Ta nếu là sợ mất mặt, từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không đáp ứng cùng ngươi cùng một chỗ. Vậy ngươi sợ cái gì? Ta sợ ngươi ủy khuất. Bạch đào nói, nghiêng thân ôm tô thiên lạc, cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ tựa ở hắn hõm vai bên trong. Trên người hắn truyền đến một cổ lạ lẫm thâm trầm hương khí, Bạch Đào hít một hơi thật dài, thấp cười nhẹ. Xịt nước hoa rồi. Nàng mềm mại khí tức phun ra tại hắn phát vai quấn quanh vị trí, hơi ngứa, càng cảm xúc bành trướng. Tô Thiên Lạc vành tay ửng đỏ, bất động thần sắc hướng một bên tránh một chút. Phun ra một chút, có phải là không tốt hay không nghe? Hắn lo lắng, rất sợ nàng không thích. Bạch Đào cạn cười nhẹ nhàng hôn một cái vai của hắn ổ, nói nhưng nhất thích ngươi mùi mồ hôi bẩn tô thiên lạc mặt triệt để đỏ lên quay đầu ra liên tục không ngừng dời đi chủ đề kỳ thật ta có chuyện giấu giếm ngươi vốn là muốn ngay trước phụ thân ngươi nói cho ngươi đã dạng này cũng chỉ có thể lạc lạc bạch đào đột nhiên đánh gãy hắn hai tay nâng lên tô thiên lạc mặt mặt mày nghiêm túc phát họa lấy hắn ngũ quan cuối cùng bình tĩnh nhìn thẳng hắn ngươi không cần vì ta đi lấy lòng cha ta không cần mua như vậy đắt đỏ hộp quà tặng, cũng không cần vì ta mặc tây phục, xịt nước hoa. Ta biết ngươi không có tiền cũng không xe, nhưng là ta không quan tâm, bởi vì ta liền thích ngươi cái này nghèo khó đặc chất, một phần nhỏ thích ngươi trương này khuôn mặt dễ nhìn. Ta, Tô Thiên là chính muốn nói gì lúc, chợt nghe nàng một câu. Ta chán ghét kẻ có tiền, cùng bọn hắn tiếp xúc ta sẽ chết. Ngữ khí nghiêm túc, thần sắc trang nghiêm, không giống nói giả. Tô Thiên Lạc hầu kết giật giật, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vậy ta nếu là có tiền người? Lập tức chia tay. Gọn gàng mà linh hoạt, không để lối thoát. Hắn tâm lạnh gắt gao, chết thấu thấu. Đúng rồi, ngươi vừa nói giấu giếm ta cái gì? Nhìn xem bạch đào, Tô Thiên Lạc cùng ụt âm thanh đem lời kế tiếp nuốt xuống. Chính là ta quán ba công việc sự kiện kia. Cái kia không có quan hệ, Bất quá ta hy vọng ngươi về sau đừng lại đối với ta có chỗ giấu giếm, ngươi biết con người của ta ghét nhất người khác gạt ta. Vỗ vỗ tô thiên lạc bả vai, bạch đào từ trên tảng đá ngồi dậy, giống như nhanh trời mưa, ngày hôm nay ta đi chỗ ngươi ngủ đi. a à, tốt. Tô thiên lạc cứng ngắc lấy thân thể từ dưới đất đứng lên, không khỏi nhéo nhéo âu phục trong túi cái kia vuông vứt cái hộp nhỏ. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Đào tử kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Ta một thân chính khí đã không có, không sai, tồn cảo không có, có chỉ còn lại cảm mạo, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, ta vì chính mình tục một giây, muốn để cho ta sống sót, các ngươi lại đến tục vài giây. Tấu chương nhắn lại trước 66 hồng bao, a à a à chục. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 4 đào tử nếu là biết hắn lừa nàng, tuyệt đối sẽ thuê người giết người. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 003, cùng nghèo khó yêu đương Tô Thiên Lạc ở tại công đối diện mấy khu phố bên ngoài phòng thuê bên trong, bởi vì vị trí địa lý lệch, lại là cựu lâu, tăng thêm hoàn cảnh không thật là tốt, cho nên tiền thuê phi thường tiện nghi. Hắn tại lầu 5, không có thang máy, chỉ có thể leo đi lên. Thang lầu rất cũ nát, đỉnh đầu đèn cảm ứng hư hao đã lâu, một mảnh đen kịch. Tô Thiên Lạc ở phía trước lôi kéo nàng, nàng cùng ở phía sau, gian nan tiến lên. Ta lúc đi ra quên cầm điện thoại. Không phải còn có thể có cái điện thoại chiếu sáng. Trong bóng tối truyền đến hắn êm tai thanh âm. Không có việc gì, ta lôi kéo ngươi. Ngữ điệu chậm rãi, nghe rất là đáng tin. Bạch Đào lộ ra cái cười, đánh bạo đi lên phía trước. Lên lầu năm, Tô Thiên Lạc lục lọi mở cửa, kẻo kẹt âm thanh, có chút rỉ sét cửa chống trộn từ bên ngoài mở ra. Hắn đem đèn mở ra, sáng ngời đánh tới. Phòng ở phi thường nhỏ hẹp, chỉ có 30 bình, phòng khách và phòng ngủ liên tiếp, đi đến là không lớn điểm nhà vệ sinh cùng phòng bếp. Vừa vào cửa, Bạch Đào liền ngửi được cổ khó ngửi hôi chua vị. Nàng có chút bệnh thích sạch sẽ, không chịu được nhăn nhăn cái mũi, liên tục không ngừng đi mở cửa sổ. Ngươi mỗi ngày trở về đều không mở cửa sổ thông gió sao? Gian phòng bản thân không ánh sáng mặt trời, cống thoát nước thỉnh thoảng sẽ phản xuất khí vị, muốn giải quyết loại vấn đề này chỉ có thể thường xuyên mở cửa sổ để không khí lưu thông. Tô Thiên Lạc cởi âu phục áo ngoài, nhàn nhạt nói. Có đôi khi trở về muộn, liền đã quên. Cửa sổ mở ra, gió đêm mang theo tươi mát bùn mùi bùn đất cùng nhau đánh tới, lập tức để Bạch Đào thoải mái không ít. Bạch đào tại cửa sổ tiền trạm một lát, chờ mùi vị đó biến mất không sai biệt lắm sau mới rời đi chỗ khác thân. Nàng vén tay áo lên, lại đảo mắt hướng nơi khác. Dựa vào vách tường kia cái giường một người ngủ bên trên, chăn mền chồng chỉnh tề, ga giường sạch sẽ không có có một tia nếp uống. Còn bên cạnh bàn đọc sách lại bày tầng thật dày tro, ngoại trừ bàn đọc sách bên ngoài, địa phương khác cũng được tro bụi, nhìn một cái liền biết lâu dài không ai quét dọn. Ngươi gần nhất không dọn dẹp phòng ở sao? Bạch Đào có chút kỳ quái. Tô Thiên Lạc là cái rất thích sạch sẽ người, coi như mỗi ngày bề bộn nhiều việc, trở về cũng sẽ không quên đem gian phòng thu thập sạch sẽ, nhưng mà nhìn hiện tại cái dạng này, hiển nhiên chủ nhân của gian phòng không có hảo hảo bảo vệ nó. Tô Thiên Lạc ánh mắt lấp lóe, miếm miếm môi, nói. Mấy ngày nay rất mệt mỏi, ta gọi ngay bây giờ quét. Nói xong, quay người tiến vào toilet. Không cần a, à, ngươi nghỉ ngơi là tốt rồi ta đến làm. Bạch Đào theo tới, đưa tay đi câu trên kệ khăn lau. Tô Thiên Lạc tránh đi nàng dò xét tới được tay, ngữ điệu cường thế. Ta làm. Bạch Đào rung lên, không có lại cùng Tô Thiên Lạc bướng bỉnh, quay người rời đi toilet. Nàng trong lúc rảnh rỗi, chuẩn bị cho hắn sửa sang một chút quần áo, kết quả vừa mở tủ quần áo đã nhìn thấy đặt ở tận cùng bên trong nhất màu đen cái rương. Bạch Đào đem cái rương kia đem ra, mở ra phát hiện là đem mới tinh guitar. Guitar quan trạch sáng tỏ, xúc cảm tốt đẹp, để không hiểu nhạc khí bạch đào cũng biết giá trị của nó. Tô Thiên Lạc tại sao có thể có loại vật này? Trong lòng hoang mang, không khỏi nhìn về phía toilet phương hướng, hỏi. Lạc lạc, thanh này guitar là của ngươi sao? Tô Thiên Lạc từ bên trong đi ra. Khi nhìn đến guitar trong nháy mắt, hắn đồng mắt phút chốc trục dưới, xương tay có chút dùng sức, dừng lại một lát, lắc đầu, đây là ta một người bạn, tạm thời thả tại ta chỗ này. Bằng hữu. Quán ba nhận biết. Tô Thiên Lạc nói, chú ca hát tay, trong nhà xảy ra chút sự tình, liền đi về trước. Đây là nó duy nhất thứ đáng giá, sợ hãi đặt ở chung cư không an toàn, cho nên để cho ta tạm thời đảm bảo. Nói xong, nắm chặt nắm đấm khẩn trương chờ đợi Bạch Đào phản ứng. Dài dằn dặc vài giây đồng hồ về sau, Bạch Đào rủ xuống mí mắt, một lần nữa đem guitar xếp vào trở về, há, ta liền nói ngươi làm sao lại mua guitar. Hắn nhỏ bé không thể nhận ra thở vào một cái, quay đầu đi lau sạch cái bàn. Đón lấy, Bạch Đào lại hỏi. Nói đến còn không có nói cho ta trước ngươi tại quán ba làm cái gì đây. Tô Thiên Lạc động tác trên tay chậm chụp, trả lời. Nhân viên phục vụ, mỗi ngày liền mấy giờ, rất thanh nhàn. Về sau vẫn là đừng đi loại địa phương kia bạch đào nói nơi đó rất loạn nhìn ngươi tay chân lèo khèo mà lại đẹp mắt như vậy nếu là bị người khi dễ làm sao bây giờ mấu chốt là ta không ở bên người ngươi đến lúc đó ngươi đáng thương biết bao nha tô thiên lạc bạch đào để hắn không tự chủ được hồi tưởng lại đã từng phát sinh ở phòng ăn một sự kiện ngày đó hơi mưa tô thiên lạc công việc trong nhà ăn chỉ có chút ít mấy cái khách nhân ngày mưa yên tĩnh lúc Đột nhiên từ bên ngoài đi vào ba bốn lưu manh, cà lơ phất phơ, tặc mi thử nhãn, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì người. Như là Tô Thiên Lạc chỗ nghĩ như vậy, mấy cái này thanh niên vừa tiến đến liền bắt đầu đùa giỡn mỹ mạo bạch đào, Tô Thiên Lạc đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, xúc động phía dưới cùng bọn hắn phát sinh tứ chi xung đột. Hỗn loạn tưng bừng lúc, năm sáu cái xuyên quần áo luyện công, thân thể cường tráng nam nhân phá cửa mà vào đem đám người kia kéo ra ngoài chính là một đột đánh đập. Về sau Bạch Đào hời hợt nói. Kia là ta sư huynh. Sau đó còn nói. Ta rất thích ngươi, muốn hay không khi bạn trai ta a à? Nói thực ra, lúc ấy đáp ứng Bạch Đào một bộ phận lớn nguyên nhân là đối sư huynh của nàng sợ hãi, dù sao người không đi xa, nếu là nghe thấy hắn quan Bạch Đào, trở về đánh cho hắn một trận làm sao bây giờ? Thế nào Tô Thiên Lạc trung lẫy bẫy gật đầu, lại run lẩy bẩy bị mang đến bệnh viện. Tô Thiên Lạc từ trong hồi ức ra, lộ ra xóa nhàn nhạt cười, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, không ai khi dễ ta. Bạch Đào gật gật đầu, nói tiếp đi. Lượng bọn hắn cũng không dám. Bạch Gia võ quán tại Tiêu Thành nổi danh vô cùng, liền ngay cả hắn thành đều nghe qua Bạch Chính Xuyên cái tên này, trừ cái đó ra, Bạch Gia ra đệ tử cũng đều là sự nghiệp có thành tựu nhân tài, trong đó có đi theo cảnh, có học được thương, trải rộng các nơi. Tô Thiên Lạc nhìn xem bạch đào tấm kia tinh xảo bên mặt, không khỏi có chút chột dạ. Đào tử nếu là biết hắn lừa nàng, tuyệt đối sẽ thuê người giết người. Trong nhà còn có đồ ăn sao? Ngươi ban đêm cũng chưa ăn, ta cho ngươi hạ điểm mì sợi tốt. Không cần. Tô Thiên Lạc lấy lại tinh thần, ta không đói bụng, ngược lại là ngươi, sáng mai còn phải đi làm, nhanh lên nghỉ ngơi đi, ta buổi tối hôm nay ngủ ghế sofa. Bạch Đào méo mó đầu, hỏi. Lạc lạc không cùng ta cùng một chỗ ngủ sao? Cô Thiên Lạc trong lòng một cái lộc bột, nhịp tim lập tức lộn xộn. Ta. Ta ngủ ghế sofa. Hắn nửa cúi đầu, thon dài lông mi không ngừng rung động, liền tựa như hắn kia bối rối vô chương nội tâm. Bạch Đào có chút buồn cười, lạc lạc mặc dù nhỏ hơn nàng 2 tuổi, nhưng nội tại thành thục, ngày thường trong sinh hoạt cũng nhiều khiêm nhượng nàng, bất quá ngược lại là tuổi còn nhỏ, không chịu nổi đùa, mỗi lần tới gần nàng kiểu gì cũng sẽ đỏ mặt, vụng trộm hôn một chút liền luống cuốn tay chân. Nàng tiến lên mấy bước, nhón chân lên ôm lấy tô thiên lạc cái cổ, ôm nhu hỏi. Ngươi thật không cùng ta ngủ. Ta không đối với ngươi làm cái gì. Bạch đào dáng người sung mãn, hai chân thon dài, một cặp mắt đào hoa liễm lấy ôm nhu hương. Nàng trong tóc hương vị là nhàn nhạt hoa anh đào hương, giống như là thuần hậu rượu nhàn nhạt hít một hơi cũng làm người ta say tô thiên lạc nhịp tim rất nhanh nhanh mà lộn xộn cái tráng rất nhanh tiết ra mồ hôi hắn cứng nắp phía sau lưng cố gắng kéo ra hai thân thể người ở giữa khe hở nhưng vẫn là bị bạch đào có cơ hội để lợi dụng được bạch đào ôm lấy tô thiên lạc cổ thân eo dùng sức hai chân trực tiếp cuốn lên hắn gầy gò thân eo hành động này để tô thiên lạc hít vào ngụm khí lạnh phản xạ có điều kiện ôm lấy nàng, tuyệt không để nàng rơi xuống. Đào tử, rất nguy hiểm. Thì thầm ngữ điệu, khiêu gợi thanh tuyến, nhô lên hầu kết rất mê người. Trong lòng nàng khẽ nhúc nhích, nhắm mắt lại, tiến lên trước hôn tới. Tô Thiên Lạc nắm cả bạch đào xương tay đột nhiên nắm chặt, hầu kết trên dưới lăn lộn, cúi đầu hiệp ở nàng oánh nhuận đôi môi. Nam nhân ngây ngô đáp lại để bạch đào cảm xúc bành trướng, ý loạn tình mê lúc, Tô Thiên Lạc thở hào hỉnh rời đi bờ môi nàng. Hắn đỏ mặt thấu, liền ngay cả thon dài cổ đều nổi lên mê người thấu phấn, áo sơ mi nếp uống, trước ngực nút áo mở mấy khỏa, lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Bạch đào được không tới đó, hơi cuộn sợi tóc thiếp ở trên mặt, gương mặt mê đỏ. Cô Thiên Lạc ánh mắt lấp lóe, ông nàng phóng tới trên giường, lắp bắp nói. Ta đem phòng tắm thu thập một chút, ngươi, ngươi một hồi đi tắm một cái không cùng lúc tẩy sao? Tô Thiên Lạc chân hạ một cái lão đảo, suýt nửa ngã sấp xuống. Cuối cùng, Tô Thiên Lạc vẫn là ở nhỏ hẹp trên ghế salon độ qua đêm nay. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Tô Thiên Lạc liền bò lên, chờ Bạch Đào mở mắt ra lúc, trên bàn đã bày xong sữa đậu nành bánh quẩy. Ăn điểm tâm xong, Tô Thiên Lạc xuống lầu lấy ra hắn hai tay xe điện. Xe điện hình thể rất nhỏ, màu hồng lúc trước chỉ tốn 500 khối từ một vị nữ sĩ trong tay mua được. Tô Thiên Lạc đem an toàn khăn trùng đầu mang tại đỉnh đầu nàng, ra hiệu nàng đi lên. Ta trước đưa ngươi đi trường học. Ta nếu không đón xe tới, ngươi đến trễ làm sao bây giờ? Tô Thiên Lạc công việc công trường phi thường hà khắc, 8 giờ đúng giờ đi làm, đất công lại yêu cầu các công nhân tại 7 giờ 40 tới trước, không phải liền theo đến trễ tính. Cái này chỗ ngồi khó đón xe, huống chi ngày hôm nay thứ hai, ngươi chậm không tốt. Buổi sáng chương không một. Chính là nàng khóa, điểm ấy Tô Thiên Lạc nhớ kỹ rất rõ ràng. Bạch Đào cũng không có ở dông dài, gọn gàng mà linh hoạt vượt ngồi lên rồi tinh bột đỏ. Tô Thiên Lạc vặn lấy tay lái, không nhanh không chậm mang theo nàng xuyên qua đường phố. Lại nhanh rẽ ngoặt lúc, từng vệt màu xanh ngọc bóng xe từ phương hướng ngược nhau truyền đến. Chỉ nghe một trận tiếng thắng xe chói tai, bạch đào thân thể bất ổn, đông dưới mặt đất đụng phải tô thiên lạc phía sau lưng, đập chóp mũi đau nhức. Bạch đào chậm một lát, lúc này mới xoa chua sót cái mũi từ trên xe bước xuống, chỉ thấy góc rẻ, tinh bột đỏ khoảng cách Maserati chỉ có mấy công khoảng cách. Nàng mồ hôi lạnh xoát xuống tới, người cũng thanh tĩnh hơn phân nữa. Cái này nếu là đụng vào, đập nồi bán sắt đều không thường nổi. Đúng vào lúc này, một cái âu phục dày da nam nhân từ trên xe ra, Ánh mắt thẳng tắp rơi vào tô thiên lạc trên thân. Nam nhân đối với hắn lộ ra cái quen thuộc cười, hé miệng. Lạc. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Lạc lạc. Cầu sinh dục để ta có bạn gái. Đặt cửa, lạc lạc có thể hay không lành lạnh. Ngày hôm nay ăn gà, siêu cấp vui vẻ. Cho nên nhắn lại trước 100 hồng bao, dù sao ta cũng sẽ không có 100 đầu nhắn lại. Lược 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 hai ngày nữa ta phải có cậu tử á, bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 5 Giấy nghỉ phép Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 005, cùng nghèo khó yêu đương Tô Thiên Lạc đem chiếc xe đánh tốt, nhanh chóng chạy tới, chỉ vào triệu bình chính là dừng lại phẫn nộ gầm nhẹ. Ngươi người này làm sao lái xe đâu? Không biết thổi còi sao? mở masolati cũng không cần tuân thủ quy tắc giao thông sao mở masolati cũng không cần tuân thủ quy tắc giao thông sao quy tắc sao triệu bình mộng xe này tựa như là tô thiên lạc a tô thiên lạc nhíu mày nhìn chăm chú hắn lần này còn tốt không có gì ngoài ý muốn về sau cẩn thận một chút ta đào tử đi tô thiên lạc xoay người vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau nếu ngươi không đi chúng ta muốn trễ bạch đào nhìn masrati một chút gật gật đầu một lần nữa ngồi lên hai tay một mực vòng lấy nam nhân rắn chắc thân eo tô thiên lạc đè xuống loa cưỡi tinh bột đỏ chậm rãi từ 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 masrati trước mặt xuyên qua không có bao lâu thời gian thân ảnh liền biến mất ở trong dòng xe cộ triệu bình vỗ cái ót một mặt mờ mịt tiểu tử này lại làm cái quỷ gì đến đệ ngũ tiểu học Tô Thiên Lạc đem bạch đào thả tại cửa ra vào sau nghênh ngang rời đi. Nàng sửa sang lại quần áo, quay đầu tiến vào cửa trường. Đệ ngũ tiểu học không tính đỉnh tốt trường học, tại tiêu thành ở vào trung hạ vị trí, tới chỗ này học sinh cũng đều là phổ thông tiền lương tộc hài tử, mặc dù giáo viên so ra kém nhất đẳng tiểu học, thế nhưng không tính quá kém, nhất là hoàn cảnh ưu mỹ, xung quanh thanh tĩnh, không ít người đều vui lòng đem con đưa chỗ này. Khoảng cách lên lớp còn có 10 phút đồng hồ. Bạch Đào về trước văn phòng chỉnh lý soạn bài, còn Tốt Chu ngủ trực tiếp chuẩn bị kỹ càng đặt ở trường học, bằng không ngày hôm nay liền phiền toái. Nàng chân trước tiến đến, chân sau âm nhạc lão sư diêu nhạc nhạc liền cùng theo vào. Buổi sáng tốt lành, Bạch lão sư. Sớm a, à, diêu lão sư. Diêu nhạc nhạc bàn làm việc tại đối diện, nàng đem bao thả trên ghế, thuận thế lấy xuống tay cơ nhĩ mạch ngày hôm nay bạn trai ngươi đưa ngươi qua đây. Diêu nhạc nhạc hỏi. Bạch Đào ngượng ngùng cười hạ. Ân. Ừ. Bạn trai ngươi rất đẹp trai. Diêu nhạc nhạc xong nàng nháy mắt mấy cái, vẻ mặt mập mờ, trách không được trước đó tụ hội cũng không dám mang đến. Nàng miễn cưỡng cười, không có đáp lại diêu nhạc nhạc, nhìn thời gian không sai biệt lắm về sau, ông lấy sách vở đi ra ngoài. Tiếng chuông vừa vặn vang lên, nàng bước nhanh, tiến vào một năm ban ba lên lớp lão sư tốt các tiểu bằng hữu đồng loạt đứng lên kéo dài lấy âm cuối hồn nhiên đáng yêu các bạn học tốt đem sách vở đặt lên bàn bạch đào nhìn kỹ một vòng đột nhiên phát hiện chính một loạt trên mặt bàn thiếu đi người càng vọt còn không có tới sao càng vọt bàn bên giơ tay lên nói buổi sáng hôm nay liền không nhìn thấy hắn bạch đào suy tư một lát gật gật đầu. Lên trước khóa đi, các bạn học lật ra thứ 13 trang. Đánh xuống khóa Linh về sau, Bạch Đào vội vàng chạy tới văn phòng. Một cước vừa bước vào, liền gặp ban ba chủ nhiệm lớp Lý Linh cùng Diêu nhạt nhạt vây tại điện thoại trước, hai người châu đầu ghé tai, đối màn hình một mặt hưng phấn. Bạch Đào đi đến Lý Linh trước mặt, hỏi. Lý Lão Sư, lớp chúng ta càng vọt ngày hôm nay không đến lên lớp, ngươi biết không? Lý Linh ngẩng đầu nói ta quên nói cho ngươi biết, đứa bé kia buổi sáng gọi điện thoại cho ta, nói trong nhà xảy ra chút sự tình, ngày hôm nay liền không tới. Vậy là tốt rồi. Bạch Đào nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới chú ý tới động tác của các nàng, các ngươi đang nhìn cái gì đâu. Bạch Lão Sư cũng đến xem, nhạc nhạc vừa đề cử cho ta. Lý Linh nhìn chầm chầm màn hình, hoàn toàn thiếu nữ ngậm xuân xinh xắn bộ dáng. Bạch Đào không chịu nổi lòng hiếu kỳ thúc đẩy, buông xuống sách giáo khoa tiến tới hai người sau lưng. Diêu nhạc nhạc đang dùng điện thoại nhìn con báo áp. Bạch Đào cũng đã được nghe nói phần mềm này, tại trực tiếp mặt trời mọc trên mạng, từ thiên tinh tập đoàn thu mua con báo áp tại ngắn ngủi trong một năm liền trở thành mạng lưới đầu to. Lúc trước thiên tinh tập đoàn còn tốn không ít tiền từ đồng hành bên kia đào đến mấy vị nổi danh chủ bá, càng đem lưu lượng dẫn bạo, bỏ xa cái khác cạnh tranh công ty lúc này diêu nhạc nhạc ngay tại cái này áp bên trên nhìn trong đó một vị chủ bá lịch sử ghi chép bình phong trên màn hình nam nhân xuyên nửa tay áo áo sơ mi thủ đoạn phủ lấy cái màu đen hộ oản lay động các tay của hắn càng là thon dài tinh xảo hắn dùng thanh lãnh thanh tuyến hát nhìn xem nhân vật thanh máu đã đụng đáy ta chợt nhớ tới ngươi ngươi ở đâu sàn nhà lạnh đến như cùng ở tại bắc cực ngươi đến cùng ở nơi đó điên cùng ủy khuất ta chuyển vận toàn bằng một tia lực lượng, lực lượng là ngươi, nếu như ngươi yêu ta ngươi sẽ đến nải ta. Hắn dùng rất sạch sẽ lại thâm tình ngữ điệu hát cùng với không đứng đắn ca, liền xem như không chú ý chủ bá internet celeb, võng hồng, bạch đào đều cảm thấy nam sinh này hát thật là không tệ. Không khỏi hỏi. Đây là cái gì từ khúc nha? Diêu nhạc nhạc nghe được thanh khách cười không ngừng, rút sạch trả lời bạch đào. Thiếu nãi. Kiếm võng tam mới trận đấu mùa giải tiếp ứng khúc. Kiếm võng tam. Biết bạch đào không chơi trò chơi, diêu nhạc nhạc vội vàng giải thích. Một cái thế kỷ tốt duyên ra mắt trò chơi, ngươi muốn bất hòa ta cùng đi, ta giúp ngươi giới thiệu cái tiểu thịt tươi. Không được không được. Bạch đào liên tục khoát tay, ta là có gia thất người. Nàng một lần nữa nhìn về phía màn hình, lúc này mới chú ý tới một vấn đề. Làm sao không lộ mặt? cũng là bởi vì không lộ mặt mới đỏ." Diêu Nhạc Nhạc nói, "Cái này chủ bá là người mới, nửa năm trước lần thứ nhất trực tiếp thì có thành tích, có thể nói là một lần là nổi tiếng. Tăng thêm thanh âm êm tai, hát cũng đều là bản gốc khúc mục, mua chuột không ít nhân khí." "Đúng, ta còn nghe nói Lạc Lạc không có trực tiếp trước liền bị thiên tinh người coi trọng, hiện ở đây sao đỏ đều là bị cố ý đóng gói." "Lạc Lạc." Bạch Đào rung lên, Diêu nhạc nhạc chỉ vào màn hình nói. Hắn ID tên là Lạc Thần, bất quá phan hâm mộ đồng dạng đều gọi hắn Lạc Lạc, còn có gọi Lạc Nữ Thần, dù sao hắn giọng nữ cũng rất êm tai, chờ ta cho ngươi tìm một đoạn A. Nói chuyện luận từ bản thân thần tượng, Diêu nhạc nhạc triệt để lai like liễu kình, hoán đổi ra màn ảnh chính về sau, điểm tiếng trang chủ, tìm kiếm ra một cái trong video. Chờ hắn vừa mở miệng, Bạch Đào liền cho quỳ sưng đỏ diễm giống như mới đào bại lúc xinh đẹp lễ lạc sắc sôi một thiếp từ tảo trị không hết lo sợ không đâu ca từ phù hoa không nói âm điệu càng là uyển chuyển vũ mị nếu không phải sự tình biết tiên tri chân tướng nàng khẳng định coi là đó là cái mỹ mạo tiểu tỷ tỷ đúng rồi đúng rồi kịch khang cũng dễ nghe không đợi diêu nhạt nhạt tiếp tục biểu hiện ra lý linh liền đứng dậy cướp đi điện thoại ở trên cao nhìn xuống nói không sai biệt lắm được đi làm đâu để học sinh nhìn thấy, ảnh hưởng hẳn là không tốt." Diêu Nhạc Nhạc xẹp xẹp miệng, trầm thấp lầm bầm câu: "Ngươi nhìn cũng thật vui vẻ." Mắt thấy Lý Linh Trừng trong mắt muốn nổi giận, Bạch Đào vội vàng ra mặt làm người hòa giải. "Lý lão sư, hạ tiết là ngươi khóa, không chuẩn bị một chút sao?" "Diêu lão sư ngươi chú ý điểm a, cẩn thận thầy chủ nhiệm chế tài ngươi." Diêu Nhạc Nhạc thè lưỡi, xem thường dọn dẹp đồ trên bàn. Bạch Đào cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, nàng đương thời quan tâm chính là càng vọt. Càng vọt là nàng dạy qua học sinh bên trong thông minh nhất một cái, cũng nghe lời nói hiểu chuyện, so với cùng tuổi tiểu hài nhi đến, càng vọt biểu hiện phi thường thành thục, càng trầm mặt ít nói, quá hướng nội để hắn không cách nào cùng lớp tiểu bằng hữu ở chung, cái này còn không phải nhất làm cho Bạch Đào lo lắng, nàng lo lắng hơn gia đình của hắn tình huống. Tại Bạch Đào nhậm chức trong một năm, nàng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua càng vọt phụ mẫu, liền ngay cả hội phụ huynh hòa thân tử hoạt động đều không ngoại lệ, mỗi lần hỏi, hài tử đều chỉ là trầm mặt lắc đầu, tiếp lấy một mặt cô đơn. Bạch Đào chỉ là lấy vì đại nhân bận quá, thẳng đến trước đây không lâu thấy được càng vọt viết viết văn. Lần kia làm việc là lấy ta 20 vì đầu đề, viết một thiên không ít hơn 500 chữ viết văn càng vọc viết chính là ca ca của ta, nàng đối với hắn bên trong một đoạn phi thường khắc sâu ấn tượng. Ca ca của ta 30 tuổi, đều nói tam thập nhi lập, thế nhưng là ca ca của ta không có bạn gái, hẳn là cũng sẽ không có người nguyện ý gả cho hắn. Bởi vì ca ca của ta tuổi còn trẻ liền trắng cả tóc, còn giữ nữ hài tử đồng dạng áo choàng phát, mang giày cao gót, ta từ trên tivi nhìn nói. Cái này gọi là nhân yêu, ta không muốn để cho nhân yêu khi ca ca ta. Ba ba thường xuyên nói hắn sinh ra tới thời điểm khả năng tạp ốc, cho nên mới não thiếu dưỡng gây nên tứ chi không cần. Ta nghĩ, cái này cũng hẳn là hắn rất đần lý do, nhưng là ta không thể trách tội một cái kẻ ngu, coi như hắn dùng rất ngu xuẩn lý do lừa gạt ta tiền tiêu vặt, ta cũng sẽ không trách tội hắn. Út! Ca ca của ta, ta ngu xuẩn ca ca. Không may ca ca. Ta yêu ca ca, ai tới cứu vớt ngươi ai có thể cứu vớt ngươi. Trải rác vài đoạn, cảm động lòng người, than thở khóc lóc, hoàn toàn không giống như là một đứa bé thủ bút. Cũng càng để bạch đào hiếu kỳ. Trong nhà hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm nay trước không càng A, à, sáng mai đổi mới A à A à đát. Bởi vì ta nhận con chết rồi, rất khó chịu. Bồ câu một ngày. Bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 6 Lạc lạc, ngươi đi học đi, ta tạo điều kiện cho ngươi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 006, cùng nghèo khó yêu đương một ngày khóa sau khi kết thúc, Bạch Đào ngồi ở trong phòng làm việc chậm chạp không có động tĩnh. Diêu nhạc nhạc thu thập xong đồ vật, hoang mang nhìn nàng. Bạch lão sư còn không đi. Nghe được thanh âm, Bạch Đào từ trong hoảng hốt hoàng hồn, có chút mặt giãn ra nói ngươi đi trước đi một hồi ta khóa cửa vậy ngày mai gặp ngày mai gặp diêu nhạc nhạc tiến bước chân dần dần đi xa to như vậy văn phòng lập tức thanh tĩnh không ít bạch đào gục xuống bàn nhẹ nhàng thở dài nàng tối hôm qua lúc đi ra không có cầm điện thoại cũng không mang cái khác vật dụng ba ba một ngày cũng không có gọi điện thoại cho nàng nghĩ đến cũng biết tức giận lại là thở dài một tiếng bạch đào cau mày trăng trắng như tuyết nhẹ nhàng vặn lấy môi dưới nhà này vẫn là phải về cũng không biết đám kia thân thích rời đi không có trong lòng bực bội từ trên bàn bò lên dùng máy riêng cho tô thiên lạc gọi điện thoại trong loa truyền đến đô đô thanh âm gọi hai ba lần không ai kết nối về sau bạch đào trực tiếp từ bỏ cầm chìa khóa đem khóa cửa tốt rời đi trường học nàng ngồi xe buýt trực tiếp đi tô thiên lạc công trường Cô Thiên lạc lúc tan việc tương đối trễ, sớm nhất cũng muốn 7 giờ rưỡi làm xong, đợi nàng đến công trường lúc, đúng là bọn họ loay hoay nước sôi lửa bỏng thời điểm. Công trường ồn ào, máy móc long minh rung động, hai bên các đá xe thỉnh thoảng từ trước mắt xuyên qua. Bạch đào ngửa đầu nhìn xem dường như đứng thẳng vào mây trời cao lầu, ánh nắng chướng mắt, nàng hiếp lại lên con ngươi, chỉ thấy mấy cái bóng người lưa thưa. Các công nhân trên thân không có bất kỳ cái gì phòng hộ chỉ đơn giản phủ lấy cây an toàn dây thừng, thân ảnh tại cao lầu xuyên qua, nhìn thấy người kinh hồn tán đảm. Bạch đào ánh mắt chuyển động, phát hiện tô thiên lạc. Nhìn qua hắn di chuyển cục gạch thân ảnh, bạch đào không khỏi trong cổ căng lên, hốc mắt đi theo chua sót, trong lòng nhịn không được quải niệm lo lắng. Trước đó mỗi ngày tới đưa cơm trưa, chọn đều là hắn thời gian nghỉ ngơi đoạn, cho nên chưa từng có nhìn qua hắn công việc tình hình, bây giờ nhìn, mới phát hiện hắn là cỡ nào không dễ dàng. Tiểu Tô, bạn gái của ngươi đến đây. Mái nhà rút sạch hút thuốc lá nhân viên tạp vụ lấy cùi chỏ đụng đụng Tô Thiên Lạc. Nghe tiếng, Tô Thiên Lạc dừng lại động tác, thở hào hển nhìn về phía dưới lầu. Nàng đứng tại ánh nắng sắp tối bên trong, thân ảnh lồng tầng ánh sáng, mê người động lòng người không thể tưởng tượng nổi. Tô Thiên Lạc đối đãi một lát, lập tức cảm thấy một thân mỏi mệt đều biến mất hầu như không còn. Đầu nhi, ta có thể đi xuống trước một chút không? Tô Thiên Lạc cùng Đốc Công nói. Đốc Công nhìn xuống dưới mắt, ngươi nhỏ đối tượng đến đây. Hừng, nàng không có cầm chìa khóa, ta cho nàng đưa một chút nhà chìa khóa cửa. Nói xong, bốn phía hướng hắn quăng tới nữa là cực kỳ hâm mộ nữa là ranh mảnh ánh mắt. Có thể A Tiểu Tô, cái này đều ở chung. Thành, vậy ngươi đi đi, nhanh lên trở về. Được. Tô Thiên Lạc lấy xuống công mũ, ngồi xe cắp hạ thi công địa. Hắn một đường tiểu bào đến bạch đào bên người, nâng lên cánh tay xoa xoa trên mặt cho bụi, cục xuống mí mắt hạ là sông tối như mực đồng mắt. Tan lớp. Tiếng nói làm câm, đoán chừng là nửa ngày đều không uống nước. Nhìn xem hắn bị mồ hôi dính tại trên má sợi tóc cùng một thân thổ, bạch đào trong lòng động dung. Lạc lạc, ngươi muốn không từ chức đi, ngày hôm nay liền từ chức đi bạch đào thấp thanh âm nói nhìn như ngươi vậy ta rất khó chịu nàng trắng nõn mũi thở biên độ nhỏ run rẩy ánh mắt lại đỏ lên một vòng giống như là lập tức muốn khóc lên đồng dạng liếc đào cái dạng này tô thiên lạc gãi cái óc lập tức không biết làm sao lẩm bẩm nói ngươi ngươi là cảm thấy ta như vậy rất bẩn sao không có bạch đào lắc đầu ta lại không chơi ngươi bẩn chính là nhìn ngươi vất vả ta rất đau lòng nghe tô thiên lạc nói tại hắn lúc còn rất nhỏ liền phụ mẫu đều mất về sau bị thân thích thu dưỡng trải qua ăn nhờ ở đậu sinh hoạt cũng không có đọc qua sách toàn dựa vào bản thân một đôi tay mới sống đến bây giờ nàng nắm 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 đấm trong lòng thình lình chui ra cái ý tưởng bạch đào ngẩng đầu lên ánh mắt bình tĩnh lạc lạc ngươi đi học đi ta tạo điều kiện cho ngươi lời vừa ra khỏi miệng tô thiên lạc kinh ngạc hắn há hốc mồm vừa cần hồi đáp một cái bén nhọn thanh âm từ phía sau vội vàng truyền đến tiểu tô nhanh lên tránh ra máy móc to lớn vận hành âm thanh hoàn toàn đem cái này gầm rú ngăn che nhưng nương tựa theo tự thân ưu tú động thái thị lực cùng thân thể phản ứng bạch đào vẫn như cũ phát hiện vấn đề chỉ thấy một cổ chứa gạch đá xe đẩy mất đi khống chế chính gió trì điện ma hướng bọn hắn cái phương hướng này cấp tốc mà đến đến lúc đó coi như không bị xe đẩy ép đến cũng sẽ bị trong xe cục gạch tổn thương ở. Bạch Đào đang muốn mang theo Tô Thiên Lạc cùng một chỗ né tránh lúc, Tô Thiên Lạc đột nhiên phát lực, che chở Bạch Đào lăn qua một bên. Chỉ nghe phanh đông một tiếng, xe đẩy từ bên cạnh thân khó khăn lắm lướt qua, trùng điệp đụng ngã xuống đằng sau trên xe tải. Bạch Đào bị Tô Thiên Lạc cắt cao hộ ở trên người, hắn mồ hôi trên người mùi tanh sông vào mũi, đưa nàng chăm chú quay chung quanh. Trước mắt chỉ còn hắc ám, còn có hắn thở hào hển cùng tiếng tim đập nghe được động tỉnh đốc công cùng cái khác nhân viên tạp vụ nhóm ngừng công việc trên tay sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới tiểu tô ngươi không có chuyện gì chứ tay sát nới lỏng ta không có giữ chặt tiểu tô ngươi có thể đứng dậy sao nhìn xem nằm trên mặt đất không nhúc nhích tô thiên lạc đốc công lấy điện thoại cầm tay ra liền chuẩn bị gọi điện thoại cấp cứu đúng vào lúc này tô thiên lạc ngón tay giật giật hắn chống đỡ lấy thân trên miếng chặt môi mỏng một đôi mắt tràn đầy lăng lệ ánh sáng đào tử ngươi thụ thương sao tô thiên lạc toàn bộ giọng hát đều đang run bạch đào lấy lại tinh thần lắc đầu ta không sao ngươi làm sao đột nhiên liền xông lại rồi không có chuyện là tốt rồi tô thiên lạc nhẹ nhàng thở ra trên mặt hơi lộ ra ý cười thân thể của ta không tự chủ được liền đi qua ngươi thật sự không có bị thương sao hắn không yên lòng lại hỏi một lần thật không có chuyện ngươi đây nàng cẩn thận từ dưới đất ngồi dậy không có lời còn chưa nói hết tô thiên lạc liền đau thử một chút bạch đào ánh mắt hướng xuống phát hiện hắn toàn bộ ống quần đều bị vết máu thấm ướt trong lòng một cái lộc bột vừa bước lên phía trước động tác cẩn thận vén lên y phục của hắn vết máu loang lỗ dưới chân hắn mắt cá chân sưng lên thật cao một đạo mấy cm vết thương khảm tại nhỏ bắp chân bên trên da thịt bên ngoài lật chính liên tục không ngừng thấm lấy máu tươi chướng mắt càng nhìn thấy mà giật mình bạch đào lập tức dọa đến muốn khóc hít sâu hai cái tỉnh táo lại về sau trên tay lưu loát cởi áo sơ mi nhanh chóng bao trùm chảy máu bộ vị dùng tay thật chặt nén cốt về sau ngửa đầu nhìn về phía đốc công có thế có thể sử dụng ngài xe đưa chúng ta đi bệnh viện sao không thể cũng không có chuyện ngươi đem xe cho ta mượn miệng nàng môi trắng bệt, nói chuyện đều mơ hồ không rõ, không quá lưu loát. Tô Thiên Lạc bình tĩnh nhiều lắm, hữu lực xương tay nhẹ nhẹ nắm tay nàng chỉ, ôm nhu nói. Đào tử, ta không sao. Ngươi ngậm miệng. Bạch đào sắc bén mắt đau quá khứ, Tô Thiên Lạc ngượng ngùng buông tay, trũ cục lấy mí mắt ủy khuất ba ba, không dám nói lời nào. Đào tử thật hung. Nhị tử, ngươi cùng tiểu hào cổng tiểu tô tới cửa chờ ta, ta đi mở xe. Thành. Đốc công quay đầu nhìn về đám người gào to âm thanh. Ngày hôm nay trước hết đến nơi này đi, mọi người dọn dẹp một chút đều trở về đi. Được rồi. Một đám người toàn tản ra. Hai cái đàn ông đem tô thiên lạc đặt lên đốc công xe vang về sau, bạch đào chân sau chui vào. Đốc công đạp xuống chân ga, đi gần nhất thứ ba phụ thuộc viện. Vừa mới tiến bệnh viện đem tô thiên lạc giao cho y tá, Đốc công liền tiếp điện thoại, cúp điện thoại hắn một mặt lúng túng, đâm trong lòng bàn tay ngượng ngùng nhìn xem Bạch Đào. Trong nhà của ta bên kia xảy ra chút sự tình, có thể muốn đi trước. Thành. Bạch Đào đáp ứng dứt khoát, còn nói, Tô Thiên Lạc loại này thuộc về tai nạn lao động a. À? Đương nhiên, đương nhiên. Đốc công gật đầu, công trường ngoài ý muốn đều là tai nạn lao động, bất quá ta cái này trên thân cũng không có nhiều tiền mặt. Hắn móc bóp, bóp ra từ bên trong rút ra 500 tiền đưa đến bạch đào trên tay. Những này ngươi cầm trước, không đủ ngươi trước hết trên nệm, chờ ta trở về cung cấp trên thông báo âm thanh, để bọn hắn cho báo tiêu. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Gặp bạch đào đem tiền nhận lấy về sau, đốc công nhẹ nhàng thở ra, nói. Khi ta đi trước, tiểu tô biết điện thoại ta, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta liền thành, đợi xử lý xong ta lại tới. Được có vấn đề khác ta sẽ liên lạc lại ngươi. Đốc công gật gật đầu, chạy như một làn khói ra khỏi bệnh viện. Bạch Đào không dám trễ nải, xoay người đi xếp hàng đăng ký, dứt khoát thứ hai người không phải rất nhiều, đăng ký cũng không cần bao lâu thời gian. Bất quá nàng nhìn xem kia tờ đơn lại phạm vào sầu, đốc công kia 500 khối tiền khẳng định là không đủ, đêm qua rời nhà trốn đi cũng không mang điện thoại cùng túi tiền, còn lại số dư phải làm sao? Càng nghĩ, Bạch Đào đau nhất hạ quyết định, dùng bệnh viện điện thoại cho võ quán đánh qua. Nghe chính là cái thô kệch hán tử, không đợi Bạch Đào vui vẻ, liền không nhịn được. A à đây da, ai lạc? Không biết được tan tầm đâu. Quê quán khẩu âm rất nặng. Nghe được cái này ý, Bạch Đào hoặc nhiều hoặc ít yên tâm lại. Võ Tòng Sư Đệ, là ta. Sợ nàng cha nghe thấy, Bạch Đào hạ giọng. Đầu bên kia điện thoại trầm mặt mấy giây sau, nam nhân kinh ngạc trống lên. Đại sư tỷ, ngươi túi sai vặt lạc. Ta bây giờ tại ba bệnh viện đâu, ngươi cho ta đưa chút tiền tới, thuận tiện đem điện thoại di động ta cùng bao cầm lên, thuận tiện lại hứa A Di giúp ta chuẩn bị mấy thân đổi giặt quần áo, cứ như vậy, cúp trước A. Nói xong, Bạch Đào vội vàng cúp điện thoại. Nàng không có chút nào lo lắng võ tòng sư đệ sẽ thả nàng bồ câu. Võ tòng cùng cái kia anh hùng đã hổ cùng tên, so với nàng lớn hơn 3 tuổi, giờ 10 tuổi liền bị phụ mẫu đưa đến Bạch Gia Quán, sau đó lại cũng không có trở về. Bạch Phụ nhìn hắn đáng thương, lại bưu thực tài giỏi, thế nào làm con trai đồng dạng chiếu cố lớn lên, bây giờ tại Bạch Gia Quán đảm nhiệm võ thuật sư phó. Võ tòng chất phát thực sự, thân nhất Bạch Đào, khi còn bé chỉ cần có nam hài tử tiếp cận Bạch Đào ba bước bên trong, liền bị võ tòng đánh răng rơi đầy đất, cái mông nở hoa, người đưa ngoại hiệu, lão hổ lỏng, hung cực kỳ. Chính là Bạch Đào có chút lo lắng, sư đệ khẳng định biết mình cùng Tô Thiên Lạc bỏ trốn, tin tức nếu là hắn nhìn thấy Tô Thiên Lạc, không biết có thể hay không đánh rớt Lạc. Ai, phiền. Bạch Đào đang muốn xoay người đi làm thủ tục lúc, sau lưng truyền đến cái non nớt mềm mềm thanh âm. Đào tử lão sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói ngày hôm nay cùng mụ mụ từng đi ra ngoài tiếp, trở về không bao lâu, mệt mỏi thành cẩu, không càng rồi quy a quy. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 7 Dựa vào cái gì tình yêu muốn dùng tuổi tác đến hạn chế? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 007 cùng nghèo khó yêu đương rộn rộn ràng ràng trong đám người, cầm dao nộp đơn tiểu gia hỏa phá lệ làm người khác chú ý hắn dáng người nhỏ tiểu, xuyên màu xanh đậm đai đeo váy, một bên cầu vai tuột xuống, còn chưa kịp bị kéo lên, hô hấp có chút gấp rút, hiển nhiên là rất gấp chạy xuống. Tiểu gia hỏa dáng dấp phi thường tinh xảo thanh tú, sợi tóc đen nhánh, khuôn mặt trắng nõn, nhìn xem bạch đào một đôi mắt giống như là nho đen đồng dạng, trong suốt sáng tỏ, lại xinh đẹp linh động. Bạch đào rung lên mấy giây sau lấy lại tinh thần, hơi kinh ngạc nói. Tại sao là ngươi, duyệt duyệt? chủ nhiệm lớp là nói qua việc dược ngày hôm nay trong nhà có sự tình, nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện tại bệnh viện. Bạch Đào ngẩng đầu quét một vòng, không có cùng đi, xem bộ dáng là một mình hắn tới được. Việc dược nhíu lại thật đẹp lông mày, trắng nõn mũi thở nhẹ nhẹ run rẩy, chu môi nói. Ca ca ta bị cha ta đánh gãy chân, chỉ có thể ta tới chiếu cố hắn. Ca ca. Bạch Đào lập tức nhớ tới hắn là có như vậy một cái không quá bình thường, nhân yêu ca ca. Khi mụ mụ ngươi đâu? Mẹ đi chỗ rất xa. Việc dược cúi đầu vặn lấy tờ đơn một góc, khẽ miếng môi mỏng tỏ rõ lấy hắn hơi có vẻ bất an nội tâm. Bạch Đào không khỏi vặn chặt song mi, trong lòng cảm giác khó chịu. Thật có lỗi a, à, ta không biết. Việc dược thở vào một hơi, ngửa đầu nhìn xem nàng, bên môi tách ra mỉm cười ngọt ngào ý, không sao, ta là nam nhân, loại chuyện này cũng nên quen thuộc. Thanh âm hắn non nớt, ra vẻ thành thục ngữ khí để bạch đào vừa buồn cười lại là lòng chua xót. Nàng cũng là tại lúc còn rất nhỏ không có mẹ, tự nhiên minh bạch việc dược hiện tại nỗi khổ tâm trong lòng, bất quá bây giờ việc dược rõ ràng so với lúc trước nàng kiên cường hơn nhiều. Bạch đào đưa tay vuốt vuốt việc dược mềm mại tinh mịn sợi tóc, ôm nhu nói. Dùng hết sư giúp ngươi sao? Không cần nha việc dược lắc đầu ta giao xong phí cũng không có cái gì chuyện lão sư đâu ngươi ngã bệnh sao là bạn trai ta bạch đào nói hắn ra chút sự tình vậy ngươi xếp tại phía trước ta tốt lão sư ngươi có bạn trai việc dược trừng mắt mắt to thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc đúng vậy a à, thế nào không có gì việc dược lắc đầu ta xếp tại lão sư đằng sau chen ngang không tốt nói xong ngoan ngoãn xảo xảo đi theo bạch đào sau lưng tiểu gia hỏa cúi đầu nhìn xem mũi chân cảm thụ được sau lưng bạch đào khí tức không tự chủ được phát ra nhàn nhạt thở dài tới đào tử lão sư nhưng là sống sáu năm rưỡi đến gặp được nhất khéo hiểu lòng người nữ hài tử dáng dấp đáng yêu không nói tính cách cũng tốt hắn đã từng còn nghĩ qua đem đào tử lão sư giới thiệu cho mụ mụ làm con dâu phụ nhưng đáng tiếc mụ mụ nói tuổi bọn họ không thích hợp việc dược có chút không phục dựa vào cái gì tình yêu muốn dùng tuổi tác đến hạn chế. Không có biện pháp, việc dược quyết định đem Đào Tử lão sư giới thiệu cho hắn ca ca, dù sao người một nhà không thiệt thòi. Chỉ là, vậy mà đều có bạn trai. Việc dược tại không vui đồng thời, còn có chút ghen tị, thế nào cao ngẩng đầu lên sọ, cùng Bạch Đào nói. Đào Tử lão sư, bạn trai của ngươi nhất định rất tốt. Bạch Đào cảm thấy thú vị, không khỏi hỏi Tại sao nói như thế? Bằng không ngươi làm sao lại làm hắn bạn gái? Việc dược chu chu mỏ, nếu có viên thuốc thời gian, ta nhất định phải làm cho ta của tương lai xuyên qua tới, sau đó truy cầu ngươi. Hắn thanh âm không lớn, lại chững chạc đàng hoàng, lập tức chọc cười xung quanh mà hai hàng xếp hàng bệnh nhân cùng gia thuộc. Bạch Đào có chút nóng mặt, đưa tay cỏ sát tóc của hắn sau không có trả lời. Việc dược rất nhanh giao hảo tiền nằm bệnh viện dùng, rất lễ phép cùng Bạch Đào tạm biệt về sau, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi chu nhân tiến vào thang máy. Làm tốt đăng ký không bao lâu, một cái thô cùng hán tử vô cùng lo lắng từ bên ngoài chạy vào. Hán tử có lưu đầu đinh, thân cao tới 2 mét, vóc người cao lớn, hung thần ác sát, từ hắn tiến đến lên liền bốn phía đảo mắt, một đôi sâu sao mắt tam giác dọa sợ không ít người. Sư đệ, ta ở chỗ này. Võ tòng quá mức dễ thấy, một chút liền bị bầy người bên trong Bạch Đào phát hiện, giơ tay hướng hắn phất phất tay, nghe được thanh âm võ tòng nhỏ chạy tới. "Sư tỷ, ngươi không có chuyện gì chứ?" Võ Tòng thở hỗn hển đem đồ trên tay đưa tới, "Nghe ngươi tại bệnh viện, ta còn tưởng rằng ngươi thế nào." Dọa dạ đến hắn chính là mở ra nhỏ một hướng qua chạy. Bạch Đào mở túi ra tinh tế kiểm tra, bên trong chứa điện thoại, túi tiền cùng nàng trang điểm túi, còn có mấy thân quần áo ta không có việc gì võ quán hẳn là rất bận đi ngươi liền đi về trước đi nói quay người liền muốn đi tô thiên lạc chỗ tầng lầu võ tòng nhếch môi theo sau cứng cổ nói ta không đi vì sao sự tình ta đều nghe nói một cái giả nam nhân đem ngươi ngoặt chạy ngươi bây giờ mà tại bệnh viện còn gấp gáp như vậy khẳng định là cái kia giả nam nhân xảy ra vấn đề ta không đi Ta muốn nhìn là dạng gì giả nam nhân có thể đem sư tỷ ta mê đến thần hồn điên đảo. Bạch Đào Cũng là gặp quỷ. Bình thường hắn liền một, một tương đương mấy đều coi không ra, hiện tại đầu óc làm sao tinh minh như vậy rồi. Coi như đầu óc tinh minh rồi, dùng từ vẫn như cũ là như vậy không dễ nghe. Sư đệ, ngươi nói chuyện chú ý điểm, cái gì gọi là giả nam nhân? Võ Tòng tiếng hừ lạnh. Sơ trung lúc ấy, có cái gì mấy cái giáo thảo truy cầu ngươi, ngươi không coi trọng, thời cấp 3, lại tới cái gì phú nhị đại, ngươi cũng không coi trọng, hiện tại làm sao lại vì một cái chỉ là nam nhân cùng sư phụ trở mặt. Ngươi không phải là bị hạ thuốc mê chính là đầu óc nước vào. Con mẹ nó ngươi đầu óc mới nước vào. Bạch đào một quyền quốc tới, bổ sung một cái liếc mắt, ngươi lại cùng sư tỷ của ngươi nói như vậy, đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Võ tòng che lấy bị đánh ngực, vĩ khuất ba ba. Hắn liền nói, mặc kệ vũ lực vẫn là ô lực đệ nhất sư tỷ làm sao đột nhiên trở nên ôn nhu như vậy, quả nhiên gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ngươi một hồi cho ta thành thật một chút, nghe được không? Võ Tòng liên tục gật đầu. Nghe được, nghe được. Dám không nghe đến sao? Không nghe lời sẽ bị đánh. Bạch Đào đi vào trước bồi tiếp Tô Thiên Lạc, cái khác người chạy việc sự tình giao tất cả cho ngốc đại cá tử sư đệ. Làm xong một hệ liệt kiểm tra về sau, Tô Thiên Lạc bị phân phối đến một mình phòng bệnh, một mình phòng bệnh giá cả có chút đắt đỏ, nhưng vì mình nam nhân, Bạch Đào bỏ được. Chân hắn bên trên vết thương đã khâu lại tốt, chỗ xương gãy cũng đã cố định, chỉ là sắc mặt tái nhợt, nhìn không có gì tinh khí thần. Nhìn qua nằm trên giường nhắm mắt mê mang Tô Thiên Lạc, Bạch Đào tâm đau dữ dội, lại là đổ nước, lại là tẩy khăn mặt cho hắn lau mặt, có thể nói chiếu cố từng ly từng tí. Đứng tại cửa ra vào vây xem toàn bộ hành trình võ tòng có chút khinh thường, nhìn qua Tô Thiên Lạc một đôi mắt giống như là muốn phun ra lửa. A à đây da, cái này giả nam nhân quả nhiên là chỉ nam hồ ly tinh, đem nàng sư tỷ mê thành dạng này. Đối với Bạch Đào, không có ai luận võ lỏng càng trung thành cảnh cảnh. Hắn sư tỷ yếu nhóc đáng thương lại bất lực, mặc dù có thể đánh, nhưng nói tới nói lui đều là cái nữ lưu hạng người vì không cho sư tỷ bị bên ngoài thế gian phồn hoa cùng hoa hoa nam nhân mê mắt, võ tòng mỗi ngày sáng sớm tham đen luyện thành thể trạng, thế nhưng là mẹ nhà hắn, chó bức tiểu bạch kiểm. Nhìn cặp mắt kia liền biết không phải là cái gì tốt đồ chơi. Phi Võ tòng trên mặt đất thoá miệng, đúng vào lúc này, một đôi chân nhỏ tại kia ngụm nước bọt bên cạnh bên trên dừng lại. Hai tay vòng ngực võ tòng chậm rãi dương mắt lên, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt tiểu đậu đinh, lông mày quét ngang, hung lối ra. Nhà ai nhóc con? Kết quả tiểu nam hài cũng không sợ, ông một cái cái hộp nhỏ, hỏi. Đại ca ca, đào tử lão sư là ở chỗ này sao? Cái gì? Ta còn dưa hấu lão sư đâu? Võ tòng móc lấy lỗ tai, hững hờ trả lời, không ở. Việc dược miếm miếm môi, chưa từ bỏ ý định nói. Nhưng cô y tá nói đào tử lão sư ở đây. Ta đều nói không ở. Đang lúc võ tòng không kiên nhẫn lúc, nghe được động tĩnh Bạch Đào đã kéo ra nửa đậy cửa phòng. Nhìn thấy Bạch Đào, vượt ngục một mặt kinh hỉ. Đào tử lão sư. Duyệt duyệt. Bạch Đào ở trước mặt hắn nửa ngồi dưới, nghe được thanh âm liền biết ngươi đã đến, vào đi. Nói xong lôi kéo duyệt duyệt vào cửa, vẫn không quên hung hăng trừng võ tòng một chút. Võ tòng co lại cái đầu, chột dạ bốn phía ngắm phong cảnh. Vào cửa về sau, Bạch Đào kéo qua đem ghế để việc Dược ngồi xuống. Tiểu gia hỏa rất ngoan, cũng không có loạn động càng không bốn phía nhìn loạn, chỉ là đem đồ trên tay đưa tới Bạch Đào trước mặt, đây là người nhà đưa tới dâu Tây, thêm ra một hộp, thế nào cho Đào tử lão sư lấy ra. Nói xong lại nhìn về phía Tô Thiên Lạc, đến cùng là tiểu hài tử, coi như chịu đựng không hỏi nhiều, trong ánh mắt lại là khó nén hiếu kỳ. Bạch Đào nhịn cười không được cười, hạ giọng nói. Hắn gọi Tô Thiên Lạc, lão sư bạn trai. Nghe xong, việc Dược lộ ra hiểu rõ thần sắc. Thật vừa đúng lúc, mê mang Tô Thiên Lạc tại lúc này mở mắt ra. Hắn hai mắt hẹp dài, một đôi đồng mắt đen nhánh mà đạm mạc, chú ý tới việc dược, Tô Thiên Lạc thon dài lông mi nhẹ nhẹ run rẩy, sau đó bám lấy thân thể chậm rãi ngồi dậy. Ngươi tốt, ta là Tô Thiên Lạc. Hắn tái nhật tuấn tú trên mặt lộ ra xóa tựa như tuyết liên thanh nhã cười ngươi nên là đào tử học sinh a nhà chúng ta đào tử lần thứ nhất làm lão sư ngươi phải nhiều hơn chiếu cố nàng một chút câu thiên lạc thần sắc thành khẩn giống xin nhờ một người lớn như thế nói chuyện cùng hắn hoàn toàn không có bởi vì hắn là một đứa bé đem hắn qua loa việc dược nhìn lên trước mắt hai mươi mấy tuổi thanh niên chậm chạp không nói gì Hắn không khỏi nghĩ đến trên giường bệnh cái kia bị hắn thân cha đánh gãy chân còn đến chết không đổi không biết xấu hổ không có việc gì lòng lang dạ thú hai mặt không phải người tốt ca ca. Đều là người. Đều là nam nhân. Làm sao khác biệt lớn như vậy? Ai, nhất định là 7 năm trước phạm vào chuyện ác, không phải Quan Âm Bồ Tát Ngọc Hoàng Đại Đế Thượng Đế Thiên Sứ sẽ không để cho hắn đầu thai đến cái gia đình này. Mặc dù ở căn phòng lớn, rất có tiền. Thật đẹp nữ hầu tiểu tỷ tỷ cũng rất nhiều, nhưng là năm gần 6 tuổi nữa Việc Dược không có chút nào vui vẻ. Tiền tài có thể để cho hắn đổi người ca ca sao? Không thể. Tiền tài có thể để cho hắn cái này Tổ Quốc tiểu hoa bao có người tỷ tỷ sao? Không thể. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Mọi người tốt, ta là Việc Dược, giá cao đưa ca ca, tới trước được trước. Hiện tại phải trả phụ tặng một cổ Maserati. 50 vị trí đầu hồng bao, hôm qua mẫu thân tiết, về là tốt muộn tốt chậm, liền không có đổi mới, ta đáng yêu như thế, các ngươi nhất định sẽ tha thứ cho ta. Cầu nhắn lại nha, ta cảm giác mình lạnh quy a quy đang suy nghĩ muốn hay không xử lý cái Weibo rút thưởng, liền sợ không ai phát liền lúng túng. Bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 8 Nếu là cố gắng phấn đấu phấn đấu hữu dụng còn muốn phú nhị đại làm gì? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 008, cùng nghèo khó yêu đương đưa sông dâu Tây về sau, việc dược không có dừng lại thêm, cáo biệt ba người rời đi phòng bệnh. Không khéo chính là, việc dược huynh trưởng phòng bệnh đang cùng tô thiên lạc tại cùng một tầng lầu, giữa hai người còn chỉ cách xa bốn gian. Đến 706, hắn đẩy cửa vào, một thanh âm đồng thời truyền đến. Duyệt duyệt, giúp ta bưng cái cái bô người nói chuyện ngoài ý muốn có một bộ tốt cuốn họng nam bên trong âm thanh tuyến trầm thấp hơi có chút tâm vô cùng gợi cảm chọc người nhìn xem nửa nằm ở trên giường nam nhân việc dược miệng nhỏ lập tức xẹp xuống ngươi cũng không phải hai cái đùi đều đoạn mất mình đi á đến cùng ngươi là ca ca của ta hay ta là ngươi ca ca việc dược rất giận nhìn không được sang tiếng nói kết quả người kia chuyện đương nhiên vậy ca ca giúp ta cầm cái cái bô nhìn không nổi. Không biết xấu hổ. Đáng ghét a. À? Nếu như hắn không phải chỉ có 6 tuổi, nhất định sẽ nhịn không được đánh hắn. Việc dược kìm nén nổi giận trong bụng, bổ nhiệm đem cái bô bưng tới. Trong chăn nam nhân tất tiếng sột soạt tốt giật giật, sau đó từ bên trong chui ra hắn ngủ quan anh Tuấn, mày rậm mũi cao, hốc mắt cùng với thâm thúy, một đôi dài nhỏ ngủ mắt phượng lười biếng, tăng thêm chọn nhiễm thành nải nải cho chạm vai tóc dài cùng lạnh nhạt thần thái tự dưng lộ ra cổ đồi phế bi quan chán đời lãnh ngạo cảm giác gặp ngươi lão sư rồi còn gặp lão sư bạn trai việc dược nhìn xem hắn tiểu xong sau đó một mặt ghét bỏ xoay người đi ngược lại nước tiểu dung mạo rất đẹp trai cũng rất ôn nhu ngược lại xong nước tiểu lại rửa sạch tay việc dược nhìn xem việc ngạn nói sao người nào đó mạnh hơn nhiều người nào đó chính dựa vào mềm mại gối đầu, buông thỏng mắt vội vàng đổi mới quê bô động thái, đối đệ đệ trào phúng mắt điếc tai ngơ. Trong hành lang đột nhiên truyền đến lộn xộn tiếng bước chân, hắn vặn lên mày rậm, nhanh chóng đưa di động dấu ở phía dưới gối đầu, sau đó nửa nằm phát ra lẩm bẩm lẩm bẩm trên rỉ. Nhìn thấy ca ca bực này bộ dáng, việc dược đối với hắn triệt để hết hy vọng. Kẻo kẹt. Cửa mở. Đi tới trung niên nam nhân Âu phục thẳng tắp, Khí chất cương chính, mặt mày mơ hồ cùng việc ngạn hai huynh đệ tương tự. Chết không có. Việc thiên lâm liếc mắt nhìn hắn về sau, đặt mông ngồi ở giường bệnh trên ghế salon đối diện. Việc ngạn nửa hiếp mắt, nửa chết nửa sống nói. Nhờ có ngài đại ân, còn có một hơi. Việc thiên lâm tiếng hừ lạnh, nhìn ngươi cái dạng này ta liền đến khí, ngươi nói ngươi đều người 30 tuổi, cả ngày không có việc gì, không làm việc đàng hoàng liền biết cùng một đám hồ bằng tổ hữu sống phóng túng ngươi xem một chút ngươi có cái gì tiền đồ ta không có không làm việc đàng hoàng cúc mẹ mày đi ngươi có cái chính nghiệp có a à. việc ngạn nói khi phú nhị đại chính là ta chính nghiệp trầm mặt hai giây về sau việc thiên lâm vén tay áo lên chính là tiến lên mấy bước Móa, lão tử gọi ngay bây giờ đoạn ngươi mặt khác một cái chân việc tổng bình tĩnh một chút hộ tống bảo tiêu vội vàng kéo lại việc thiên lâm, tiểu thiếu gia còn ở đây. Đúng đấy, để tiểu hài tử coi không được. Việc thiên lâm nhìn về phía việc dược, tiểu gia hỏa từ đầu tới đuôi đều ngoan ngoãn ngồi trên ghế một động một chút, mắt to thuần lương mà lại vô hại, nhìn thấy nhu thuận tiểu nhi tử, việc thiên lâm cân tức trong đầu tán hơn phân nữa. Hắn thở sâu về sau, một lần nữa ngồi về trên ghế salon. Vì không cho người lãng phí bác sĩ cứu trợ thời gian, lão tử hôm nay nên tha cho ngươi một mạng việc ngạn nhắm mắt lại đối với cái này kịp mũi coi thường quay lại đem ngươi tóc kia cắt nhìn xem không vừa mắt nói hình như ngươi nhìn ta thuận mắt qua đồng dạng con mẹ nó ngươi việc tổng tiểu thiếu gia còn ở đây bảo tiêu lần nữa thiện ý nhắc nhở việc thiên lâm mân mê nửa cái bờ mông lại lần nữa về tới trên ghế salon nói với mình phải tỉnh táo về sau nhắm lại mắt nói tiếp chờ thêm xong sinh nhật ngươi liền 30 tuổi, đều nói tam thập nhi lập, ngươi cũng là thời điểm tìm nhà. Mẹ ngươi trước đó sai người cho hỏi cái cô nương, nghe nói trong nhà là mở võ quán, chờ ngươi xuất viện liền an bài các ngươi gặp mặt. Nếu là có thể liền lập tức kết hôn. Kết. Kết hôn. Hai chữ, lập tức để việc ngạn lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hắn đầu kia bị viên đạn xuyên qua bắp chân lại bắt đầu đau. Việc ngạn dương mắt kiểm, cầu ngươi. Đừng hòa hại con gái người ta. Việc thiên lâm bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi cũng biết ngươi không phải cái thứ tốt rồi. Việc ngạn nói. Không có nữ nhân sẽ muốn một cái nổ súng bắn con trai mình công công. Việc thiên lâm đột nhiên trầm mặt. Hắn cái này đại nhi tử nhưng là cùng nàng lão bà nhất thời xúc động hạ sản phẩm, từ tại trong bụng bắt đầu liền không thành thật, cho nên sau khi sinh, Việt Thiên Lâm cho lấy tên ngạn, ý là có tài học cùng phẩm đức người. Kết quả Việc ngạn càng ngày càng giả. Cả ngày bày biện trương chính nhân quân tử mặt làm đánh nhau ẩu đã trốn học hỗn trướng sự tình. Việc thiên lâm vốn cho là hắn lớn lên điểm liền sẽ hiểu chuyện, nào nghĩ tới 40-50 tuổi người còn như thế cái quỷ đức hạnh. Sáng nay bên trên giận nói vài câu về sau, bị khiêu khích, vốn là cái bạo tính tình việc thiên lâm lập tức không có khống chế lại, lấy ra mình tay nhỏ súng đi đe dọa việc ngạn. Hắn bản ý bên trên là so tay một chút làm bộ dáng, hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu, hắn việc thiên lâm lại thế nào khí cũng không thể đối thân nhi tử nổ súng, dù là hắn thật sự rất muốn đem cái này cháu con rùa một thương nổ đầu, thay trời hành đạo. Nhưng mà nghìn tính vạn tính không có tính tới, nuôi trong nhà hắc si đột nhiên đánh tới, đạn đã lên đạn, va chạm gây gỗ, đạn thật vừa đúng lúc xuyên qua việc ngạn bắp chân trái dứt khoát chỉ là bị thương ngoài da, không có làm bị thương xương cốt, bằng không không có cách nào cùng hắn ở xa châu Phi lão bà bàn giao. Được, vậy ngươi có lựa chọn thứ hai. Việc Thiên Lâm nói, chờ ngươi sau khi xuất viện, ta sẽ ở ngươi tài khoản chuyển 30.000 khối, trong một năm, ngươi chỉ cần trong vòng một năm dùng cái này 30.000 kiếm về một triệu, gia sản của ta liền tất cả đều là ngươi, yêu xài như thế nào xài như thế nào, đi ma cao sòng bạc ta đều không ngăn cản ngươi nhưng là nếu như ngươi làm không được, thật có lỗi, ngươi liền thành thành thật thật nghe ta. Có cái gì kèm theo điều kiện sao? Điều kiện chính là đối ngoại không cho phép nói là ta con trai của Việt Thiên Lâm, cũng không cần cùng thiên tinh tập đoàn nhất lên quan hệ thế nào. Việt Thiên Lâm là toàn bộ giới kinh doanh nhân vật truyền kỳ, hắn sáng tạo thiên tinh tập đoàn hình thành to lớn thương nghiệp địa sản, quán rượu cao cấp, du lịch đầu tư, mắc xích bách hóa và văn hóa xí nghiệp, trong đó còn lũng đoạn nhiều nhà công ty giải trí cùng vận doanh truyền thông liền xem như không hỗn thương vòng không nhìn tin tức cũng đều nghe qua việc thiên lâm cái tên này việc ngạn tả hữu cân nhắc mặt mày nghiêm túc cha ta đi ra mắt thành nhưng nếu là ra mắt thất bại ngươi chỉ có thể thứ hai con đường thao nói tới nói lui chính là không cho hắn đường sống việc ngạn có chút phiền cha hắn luôn luôn để hắn đi cố gắng đi phấn đấu đi phấn đấu. Nhưng cố gắng phấn đấu, phấn đấu là nghèo bước mới làm ra sự tình. Lại nói, nếu là cố gắng phấn đấu, phấn đấu hữu dụng, còn muốn phú nhị đại làm gì? Hắn liễm một nhìn xem toàn bộ bao lấy đến bắp chân, trong lòng không khỏi nổi lên ưu sầu. Ra mắt sẽ thành công, trăm phần trăm sẽ thành công, bởi vì hắn toàn thân cao thấp đều viết hai chữ có tiền. A, à, trên đời này không có ai sẽ không yêu tiền của hắn, nếu như không yêu vậy nói rõ tiền còn chưa đủ nhiều có tiền thật sự là một loại sai lầm việc dược trời đi sau đó không lâu võ tòng cũng bị bạch đào đuổi rồi trở về lúc này phòng bệnh chỉ còn lại có tô thiên lạc cùng bạch đào ngày hôm nay ánh nắng thật ấm áp thung lười biến lười từ ngoài cửa sổ xuyên qua cẩn thận từng ly từng tí bao phủ tô thiên lạc mềm mại tóc nhọn chỉ là chút thương nhỏ không cần thiết ở phòng một người bạch đào biết hắn là đau lòng tiền chẳng hề để ý nói. Cái khác đều không có giường bệnh, chỉ có phòng một người. Bác sĩ nói ta lúc nào có thể xuất viện. Làm gì đều muốn một tuần lễ, ngươi an tâm ở đi, không cần quan tâm cái khác. Tô Thiên Lạc gượng ép cười cười, nhắm mắt lại không nói gì. Bạch Đào dương mắt kiểm liếc nhìn hắn, miếm miếm môi, do dự nói. Lạc lạc, ta nghĩ từ trong nhà dời ra ngoài. Ân. Ừ. Vì cái gì? cha ta đối với ta quản quá nghiêm nói bạch đào cắn môi dưới ngươi ngày đó cũng nhìn thấy hắn cái kia người chính là quá ngang ngược con lừa tính tình hắn chỉ là quan tâm ngươi thôi đi hắn kia là khống chế dục bạch đào thừa nhận ba ba một tay đem nàng nuôi lớn rất vất vả cũng thừa nhận hắn rất yêu nàng nhưng mà hắn luôn luôn đem nàng bóp ở lòng bàn tay cái này cũng quản cái nào cũng quản bất luận là tình cảm còn là sinh hoạt đều muốn hoành thò một chân vào, cũng không để ý nàng đến cùng hài lòng hay không, có thích hay không. Trước kia Bạch Đào cảm thấy không quan trọng, dù sao không đau nhức không ngứa, nhiều lắm là chính là tâm lý không thoải mái, nhưng chuyện ngày đó làm cho nàng triệt để không thoải mái, càng quyết định rời đi Bạch Gia võ quán quyết tâm. Nếu như ngươi dọn ra ngoài, thúc thúc sẽ không vui hơn. Tô Thiên Lạc đưa tay kéo ngón tay của nàng, đặt ở lòng bàn tay nhẹ véo nhẹ bóp, ôm nhu nói, không bằng hảo hảo nói một chút, nếu như bởi vì ta, ngươi càng không đáng. Bởi vì ngươi, ta mới đáng giá. Bạch Đào có chút không vui rút về tay, lạc lạc, ngươi có phải hay không không thích ta à? Tô Thiên Lạc trung lên. Làm sao nghĩ như vậy? Ta luôn cảm thấy ngươi rất sợ ta cắm vào cuộc sống của ngươi. Bạch Đào cùng Tô Thiên Lạc đều kết giao tiểu nhất năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng hắn cơ bản sẽ không lưu nàng qua đêm, hẹn hò thời gian cũng là ít càng thêm ít, thật vất vả có không, hắn lại dùng cái khác lấy cớ chối từ. Cho nên mỗi lần đều là Bạch Đào chủ động đi tìm hắn, hắn tại phòng ăn làm công thời điểm nàng liền đi phòng ăn tìm, đi trên công trường ban liền đi công trường tìm. Nếu như mình không chủ động một chút, luôn cảm thấy cô thiên lạc sẽ dần dần xa lánh nàng. Ta không có nghĩ như vậy qua. Tô Thiên Lạc cái cầm kéo căng rất tiếng, miệng hắn đần, trời sinh không sẽ an ủi người, nghĩ nửa ngày mới nói, ta rất thích cùng với ngươi, chỉ là... Chỉ là cái gì? Chỉ là ta không hy vọng, ngươi bởi vì ta mà xáo trộn cuộc sống của mình. Nàng bình tĩnh nhìn hắn mấy giây sau, chậm chạp không có trả lời. Cho nên rời nhà sự tình cũng hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Tô Thiên Lạc xoa nhẹ hạ sợi tóc của nàng, nụ cười như là xuân thủy, Mặc kệ lúc nào, người nhà đều là trọng yếu nhất. Chờ ngươi già rồi, ta không hy vọng ngươi bởi vì ngày hôm nay xúc động mà hối hận. Bạch Đào bả vai rung động xuống, đột nhiên nhớ tới. Tô Thiên Lạc là cô nhi. Nguyên nhân chính là chưa từng có đạt được, cho nên mới như thế hiểu được thân tình đáng ngưỡng mộ. Bạch Đào vặn chặt lông mày chậm rãi lỏng giải, "Tốt a, à, ta nghe lời ngươi." Nghe xong, Tô Thiên Lạc trên mặt biểu lộ dễ dàng hơn. Ban đêm cho Tô Thiên Lạc điểm tốt bữa ăn lại xin nhờ tốt y tá về sau, Bạch Đào trực tiếp trở về nhà. Đám kia thân thích đã đi rồi, chỉ còn lại Bạch Ngọc Kiều cùng hạ hạ, nhìn xem khoảng không an tĩnh xuống phòng khách, Bạch Đào nổi lòng lo lắng cuối cùng lỏng mau xuống đây. Cô cô, ba của ta đâu? Bên cạnh gặm hạt dưa bên cạnh xem tivi Bạch Ngọc Kiều lường Bạch Đào một chút, phun ra vỏ hạt dưa, nói. Đau đầu, trong phòng nằm đâu? nàng ánh mắt chớp lên, giữ im lặng đi bạch chính xuyên gian phòng. Sợ quấy nhiễu đến phụ thân, bạch đào động tác trên tay phá lệ cẩn thận. Chậm rãi đem cửa ép mở cái khe hở, thăm dò vào bên trong nhìn quanh, trong mắt đi lòng vòng, đối mặt bạch chính xuyên bóng lưng. Ánh đèn bao phủ xuống, hai tóc mai tóc trắng bạch chính xuyên còng lưng phía sau lưng. Mang theo kính lão lau sạch lấy trên tay khung hình, động tác tỉ mỉ, ánh mắt chuyên chú, lại lộ ra tịch liêu, Tự dưng để Bạch Đào chóc mũi mỏi như Cha, kia ảnh chụp ngươi làm sao còn giữ A à? Nàng nhịn không được, trực tiếp mà vào Bạch chính xuyên rút sạch nghệ nàng một chút, nói Bỏ trốn trở về rồi Bạch Đào nhìn về phía trên tay hắn ảnh chụp Kia là một nữ nhân Một một nữ nhân rất đẹp Chảy lấy hai đầu đen xì xì biếm, nụ cười trong veo Nhìn xem ống kính cặp mắt Đào Hoa cùng Bạch Đào không có sai biệt Bạch Đào thu liễm ánh mắt, người đều đi rồi, ngài còn băng khoăn làm gì? Nói thế nào mẹ ngươi đâu? Bạch Chính Xuyên làm bảo bối giống như đem ảnh chụp thả lại bãi thai, nghe Tùng Tử nói cái tiểu tử thúi kia xảy ra ngoài ý muốn, người không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, bác sĩ nói gãy xương, an tâm nuôi mấy tháng liền tốt. Công trường xảy ra ngoài ý muốn có bao nhiêu, cái này không có cánh tay của thiếu niên thiếu chân mà chính là mạng lớn, ta nhìn ngươi sớm làm chia tay. Bạch đào tức không nhịn nổi, nói. Lạc lạc là vì bảo hộ ta thụ thương. Bảo hộ. Bạch chính xuyên vừa buồn cười vừa tức giận, ngươi đánh ba tuổi liền bắt đầu đứng trung bình tấn luyện đi đứng, dùng hắn bảo hộ. Nói tới nói lui chính là mình không có bản sự, không có tiền đồ. Ta lười nhát cùng ngươi nói. Bạch đào hung hăng trừng bạch chính xuyên một chút, người ta lạc lạc tâm tư rộng lượng, để cho ta không nên cùng ngươi đưa khí, nhìn nhìn lại ngươi nửa người đều xuống mồ, còn ngây thơ như vậy. Ngươi, có ngươi như thế cùng lão tử ngươi nói chuyện. Bạch Đào không muốn cùng Bạch Chính Xuyên ồn ào, nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp quay người rời phòng. Trở về phòng về sau, Bạch Đào nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định dọn ra ngoài. Nhà này căn bản đợi không được nữa, chỉ cần nàng một ngày không cùng Tô Thiên Lạc chia tay, Bạch Ba liền một ngày cùng nàng không qua được. Đến lúc đó xảo lai xảo khứ, đừng đem bản thân làm tức chết. Bạch Đào cũng không lo lắng cho mình sinh kế, nàng có ba tấm thẻ chi phiếu, một trương tạp là tiền lương, một trương là đầu tư cổ phiếu kiếm tiểu ngạch tài sản, còn có một trương là bạch phụ từ nhỏ đến lớn cho tiền sinh hoạt, coi như nàng đi ra ngoài làm việc, bạch phụ y nguyên mỗi tháng hướng bên trong thu tiền, cho tới hôm nay mới thôi đã là một bút kết xù tài sản. Hạ quyết tâm về sau, Bạch Đào trực tiếp đăng nhập webpay, bắt đầu tìm phù hợp phòng ở lạc lạc qua vài ngày muốn xuất viện, cái kia nhỏ phá phòng thuê không dễ an dưỡng, nàng muốn tìm một cái lấy ánh sáng ánh sáng mặt trời, vị trí địa lý thuận tiện nơi ở. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Trì lai like đổi mới, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Cái kia 40-50 tuổi không phải b u mẹ ta thường xuyên mắng ta. Hai người 30 tuổi còn dạng này. Nhưng mà, bản thiếu nữ vừa chừng 20 đầu lĩnh, Lớn người thật giống như luôn yêu thích đem con tuổi tác nói lớn. Chương này rất béo tốt à, cầu nhắn lại nha, vẫn như cũ 50 vị trí đầu hồng bao. Trên đùi bị con mũi cắn, nửa cái nhỏ bắp chân đều sưng lên, vẫn là màu đỏ tím, xung quanh màu đen, trầm xuống thời điểm rất đau, ta đang suy nghĩ muốn không phải đi bệnh viện nhìn xem. Nhưng là bởi vì bị con mũi cắn liền đi bệnh viện cũng quá kỳ quái quy a quy. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 9 Chẳng lẽ lại đào tử biết rồi thân phận của hắn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Bắt trùng tác giả có lời muốn nói Ban đêm càng Tại bệnh viện tu dưỡng một tuần sau, Tô Thiên Lạc chính thức xuất viện Xuất viện cùng ngày, bạch đào ở đại sảnh làm thủ tục lúc lại đụng phải việc dược Việc dược cổng sách nhỏ bao lẳng lặng đứng ở trong góc nhỏ hắn nhìn chung quanh, cuối cùng đối mặt bạch đào ánh mắt. Việc dược trừng mắt nhìn, một đường tiểu bào tới. Đào tử lão sư, thiên lạc ca ca, các ngươi đây là muốn xuất viện sao? Chú ý tới hai người trên tay giỏ sách, việc dược rất có lễ phép hỏi. Đúng nha, bác sĩ nói lạc lạc hảo hảo ở tại nhà tỉnh dưỡng liền không sao. Bạch đào nửa cúi người xuống, đưa tay sờ sờ hắn mềm mại sợi tóc, ngươi đây, ca ca khá hơn chút nào không? ca ca cũng là ngày hôm nay xuất viện, ta ở chỗ này chờ hắn. Bạch Đào há mồm chính muốn nói gì lúc, một trận đột ngột chuông điện thoại đánh gãy đối thoại của bọn họ. Xong việc dược thật có lỗi cười cười, Bạch Đào đứng dậy đi nghe điện thoại. Việc dược không đi, vẫn như cũ trong mong nhìn xem tô thiên lạc. Thiên lạc ca ca, ngươi có huynh đệ tỷ muội sao? Việc dược đột nhiên hỏi. Tô thiên lạc chọn lấy hạ lông mày, lắc đầu hẳn không có. Vậy ngươi còn thiếu cái đệ đệ sao? Việc dược ngăn chặn miệng, tiến tới nho nhỏ vừa nói, ta vừa vặn thiếu người ca ca. Tô Thiên Lạc nhịn cười không được, ngón tay tại trên mặt hắn nhéo nhéo, ngươi không phải có ca ca sao? Việc dược khuôn mặt nhỏ lập tức đạp kéo lại đi, bất mãn phàn nàng nói. Duyệt duyệt muốn đổi người ca ca, ta cho ngươi 10 triệu, ngươi khi ca ca ta có được hay không? 10 triệu. Tô Thiên Lạc quỷ dị trầm mặt. Việc dược, ngươi biết 10 triệu là bao nhiêu không? Biết nha. Việc dược mặt mày thản nhiên, đối Tô Thiên Lạc so với một ngón tay, ta một năm tiền tiêu vặt, nếu là không đủ, ta có thể đem tiền mừng tuổi cho ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng làm ca ca ta. Lúc này Bạch Đào vừa gọi điện thoại về, tiến lên vỗ vỗ Tô Thiên Lạc bả vai, nói. Xe tới đón ta nhóm, duyệt duyệt, lão sư ca ca đi trước nha. Ân. Ừ. Việc dược gật gật đầu, chững chạc đàng hoàng nói, bất quá lão sư ngươi có thể đi trước một bên chờ một chút sao, ta có chuyện rất trọng yếu cùng thiên lạc ca ca thương lượng. Rất trọng yếu. Bạch Đào cảm thấy việc dược biểu lộ cùng nói chuyện khẩu khí phi thường buồn cười, nàng mím mím môi, vô cùng phối hợp xoay người đi hướng nơi khác. Chỉ thấy việc dược tiến lên mấy bước, từ nhỏ trong túi sách móc ra một tấm danh thiếp đưa đến Tô Thiên Lạc trên thân tấm danh thiếp kia in hình phim hoặc hình hình dạng Iron Man, phía trên là thiếp vàng chữ nhỏ. Việt Dược, Nhũ Danh Duyệt Duyệt, điện thoại 138 989 tám Tô Thiên Lạc nhìn xem này chuỗi số điện thoại, không khỏi lâm vào trầm tư. Ta chờ mong ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Việc dược vỗ xuống tô thiên lạc tay, ngẩng đầu ửng ngực quay người rời đi. Bạch Đào đỡ lấy Tô Thiên Lạc chậm rãi rời đi đại sảnh, hiếu kỳ hỏi. Việc dược cùng ngươi nói cái gì rồi? Không có gì. Tô Thiên Lạc cười dưới, ngươi người học sinh này rất thú vị. Thú vị. Suy nghĩ một chút việc dược bình thường biểu hiện, Bạch Đào lông mày hung hăng nhăn lại, đứa nhỏ này ở trường học cũng không làm sao nói. Mỗi lần hội phụ huynh hòa thân tử hoạt động đều là một người đến, ta tưởng rằng đại nhân bận biệu, bất quá nhìn hắn mụ mụ giống như không có ở đây mặt trời có chút lớn tô thiên lạc hiếp lại thu hút không có ở đây ngày đó ta hỏi hắn nói đi chỗ rất xa kia ba ba đâu ta chưa từng gặp qua trên hồ sơ phụ thân nghề nghiệp viết chính là bao công đầu nhìn rất vất vả bộ dáng bao công đầu tô thiên lạc sờ một cái trong túi danh thiếp xoay người chui vào xe taxi hai người chân trước vừa đi chân sau mấy chiếc màu đen xe con có trật có thứ tự đứng tại cửa bệnh viện. Phô trương rất lớn, lập tức treo đến lấy không ít người ngừng chân. Việc thiên lâm mang theo kính râm, tại một đám bảo tiêu bao vây bên trong tiến vào đại sảnh. Ba ba. Một chút phát hiện việc thiên lâm việc dược điểm lấy mũi chân đi phất tay. Việc thiên lâm tháo kính râm xuống, tiến lên giang hai cánh tay đem việc dược bế lên. Ca ca đâu, còn không có xuống tới. Đi nhà cầu. Nói xong, Việt Dược trong đám người liếc về xóa chói mắt bạch, ầy, đến đây. Việt Thiên Lâm sụ mặt nhìn xem chống quải trượng thập khiển chậm rãi từ từ đi tới Việt Ngạn. Đầu kia bà nội lông xám càng xem càng để cho người ta không vừa mắt. Ta an bài cho ngươi nhà tạo mẫu tóc, hiện tại hẳn là đến nhà. Việt Ngạn nhíu mày, miếm chặt môi không nói chuyện. Còn có, ra mắt thời gian định tốt, buổi sáng ngày mai 11 điểm gian lâu số 4 bàn. Chân của ta còn chưa xong mà Mặt không dở là được Việc thiên lâm phi thường không nể mặt mũi Việc ngạn Hắn hiện tại đi nát cái mặt còn kịp sao Sau một tiếng Hai người trở lại chung cư Ta cái này hai trời đang nhìn phòng ở Chờ tìm xong Liền có thể chuyển ra nơi này Bạch đào đưa tay che khuất mặt trời Ngửa đầu nhìn về phía lầu năm Ngươi cước này cũng không tiện Ta cổng ngươi lên đi thang lầu vốn là nhỏ hẹp tăng thêm hắn chân thụ thương bạch đào thực sự không đành lòng để tô thiên lạc một chân nhảy đi xuống nghe xong tô thiên lạc vội vàng lui lại một bước nhỏ không có chuyện ta chậm rãi đi lên cái nào có thể để ngươi cổng ta chờ ta trước đem đồ vật cầm lên đi giống như là không nghe thấy tô thiên lạc đồng dạng bạch đào xoay người nhặt lên giỏ sách trực tiếp tiến vào cư xá không đầy một lát nàng thở hào hển từ bên trong ra Bạch Đào tại Tô Thiên Lạc trước mặt cuối người, đến, ta cổng ngươi đi lên. Nàng phía sau lưng vừa mịn, xương cốt lại nhỏ, nhu nhu nhược nhược không còn hình dáng. Tô Thiên Lạc lắc đầu. Chính ta đi lên. A à nha, ngươi cái này đại nam nhân làm sao lề mề chậm chạp. Bạch Đào có chút không kiên nhẫn, kéo cánh tay của hắn liền đem Tô Thiên Lạc kéo tới mình trên lưng. Nàng khẽ quát một tiếng, dưới chân phát lực, cổng Tô Thiên Lạc chính là đi vào trong ghé vào bạch đào trên thân tô thiên lạc cả người đều không tốt lắm hắn mặc dù gầy nhưng cũng là một mét tám nam nhân không thể so với những người khác nhẹ bao nhiêu ngày bình thường bạch đào ôm ôm nhu nhu tay nhỏ liền cái bình nước suối khoáng đều vặn không ra hiện tại làm sao lại biến thành cọp cái rồi tô thiên lạc nhìn qua nàng một trán mồ hôi nhìn không được đau lòng đào tử ta mình có thể đi vẫn như cũ là giọng thương lượng ngươi buông ta xuống đi đừng đem mình mệt muốn chết rồi ngươi đừng nói chuyện bạch đào lẩm bẩm lẩm bẩm thở phì phò hai tay dùng sức đem hắn nhất lên một cái bắp chân run run rẩy rẩy hướng trên bậc thang nện bước bạch đào tự nhận mình thể lực không kém nàng tiểu học thời kỳ còn tham gia qua còn nhỏ tổ cử tạ tranh tài quang vinh thu hoạch được cả nước đệ nhất lại lớn lên điểm võ quán bên trong cùng tuổi tiểu hài nhi đã đánh không lại nàng sau đó đến đại học trầm mê đẹp trang bạch đào bỏ vỏ theo văn quyết định làm cái thục nữ huấn luyện hoang phế sau khi xuống tới bạch đào thể lực hiển nhiên theo không kịp nguyên lai bất quá lưng cái nam nhân vẫn là dư sức có thừa thước tha có thừa nàng cắn chặt răng ánh mắt kiên định cho mình chuẩn bị đủ tức giận bạch đào kìm nén một ngụm sức lực tăng thêm tốc độ liên tục xông lên tới rồi sao tô thiên lạc lớn tiếng nói cho ta có phải là đã đến còn có bốn tầng thao hắn đây mẹ là thượng thiên lịch luyện a không có chuyện nàng cảm thấy mình có thể có thể làm không có vấn đề nếu như ngay cả mình nam nhân đều vác không nổi còn dựa vào cái gì nói yêu hắn tô thiên lạc ta ta yêu ngươi hô to âm thanh về sau bạch đào cắn môi dưới tiếp tục đi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên mũi thở hai bên gấp rút khuếch trương tô thiên lạc lại là đau lòng vừa buồn cười thong dài đầu ngón tay lau sạch lấy nàng mồ hôi trên trán ôm nhu nói muốn hay không ngừng lại hắn biết bạch đào tính tình bướng bỉnh cùng nó thuyết phục nàng thả hắn xuống tới không bằng thuyết phục nàng nghỉ ngơi không được nghỉ ngơi ta liền không sức lực bạch đào cắn môi lạc lạc ngươi đừng nói chuyện ta đều không an lòng tốt 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 ta không nói. Ngươi nhìn ngươi tại sao lại nói? Tô Thiên Lạc. Hắn thở dài, hai tay khoác lên nàng trên vai, một cước rũ xuống đất, tốt giảm bớt mình cho Bạch Đào mang đến áp lực. Phí hết đại hội mà công phu về sau, Bạch Đào cuối cùng mang theo Tô Thiên Lạc bò lên trên lầu năm. Mệt muốn chết rồi đi, ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Bạch Đào rút ra tờ khăn giấy lau đi trên trán mồ hôi, lại đi mở quạt điện, gào thét đến gió mát lập tức làm cho nàng nhẹ nhõm không ít cũng xua tán đi thân thể khó nhịn khô nóng giữa trưa ăn cái gì ta đi mua đến cấp ngươi làm điểm cái thức ăn ngoài được rồi ngươi cũng khổ cực như vậy cô thiên lạc nói xong phát hiện bạch đào hướng hắn quăng tới cái quỷ dị ánh mắt hắn phía sau lưng cứng lại thế nào không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên bỏ được điểm thức ăn ngoài bạch đào có chút ngoài ý muốn dù sao nàng lạc lạc là cái cần kiệm tiết kiệm người, một người thời điểm xưa nay không điểm thức ăn ngoài, quý là một mặt, không bỏ được lại là một mặt. Tô Thiên Lạc nhẹ cười khẽ dưới, nói. Lần này tai nạn lao động cho không ít bồi thường, đủ điểm thức ăn ngoài. Vậy được đi, ngươi muốn ăn cái gì? Nhìn ngươi, ta làm sao đều thành. Bạch Đào tùy tiện điểm tốt bữa ăn, đi toilet đánh chậu nước, chuẩn bị cho hắn xoa trà sát người. Nàng ngồi vào Tô Thiên Lạc bên người, đưa tay liền muốn giải hắn áo sơ mi nút thắt, Tô Thiên Lạc trung lên, vội vàng kéo lại cổ tay của nàng. "Đào, đào tử." Hắn khuôn mặt ửng đỏ, dài nhỏ trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng luống cuống. Bạch Đào nháy mắt mấy cái, "Ta nghĩ lau cho ngươi một hạ thân, thế nào?" "Ta tự mình tới là tốt rồi." Tô Thiên Lạc dài tiệp trung động xuống, tiếp nhận Bạch Đào trên tay khăn lông ướt, lắp bắp nói: ta, ta tự mình tới là tốt rồi. Bạch Đào trầm thần nhìn hắn vài giây, gật gật đầu, vậy ngươi tới. Câu Thiên Lạc quay lưng lại, chậm chậm rãi giải khai nút thắt, liếc xéo nàng một chút về sau, thở sâu bỏ đi áo sơ mi. Hắn làn da rất trắng, bởi vì khí trời nóng bức, lộ ra nhàn nhạt phấn hồng. Phía sau lưng đường công văn hoa văn phi thường gợi cảm mê người. Chờ ta xem trọng phòng ở, ngươi liền chuyển ra nơi này đi. Ân. Ừ cùng ta ở cùng nhau nha. Bạch Đào chuyện đương nhiên nói, chờ thương lành, đổi lại cái dễ dàng một chút công việc. Ai ngờ, lời nói này xong, Tô Thiên Lạc liền rơi vào trầm mặt. Bầu không khí có chút yên tĩnh, Tô Thiên Lạc nắm 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 đấm, lại buông ra, dường như quyết định ý định gì. Đào tử, kỳ thật ta. Ngài tốt, ngươi thức ăn ngoài. Ngoài cửa thanh âm của nam nhân đột ngột đánh gãy Tô Thiên Lạc, hắn rủ cục lấy bả vai trong nháy mắt buông lỏng xuống đi gượng ép cười một tiếng không có chuyện ngươi đi mở cửa đi bạch đào mơ hồ cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều đem thức ăn ngoài lấy đi vào về sau bạch đào nói ta buổi tối hôm nay muốn trở về một mình ngươi không có vấn đề a à? ân ừ. hắn hững hờ ứng tiếng giống như là có tâm sự đồng dạng im miệng không nói không nói thu xếp tốt tô thiên lạc về sau Bạch Đào trực tiếp về nhà. Vừa vào trong nhà, Bạch Ngọc Kiều liền gọi lại Bạch Đào. Đào Tử, cô cô mua ngày mốt phiếu. Bạch Đào nói: Ngài muốn về nhà sao? Đúng vậy a, à, không yên lòng ngươi cô phụ. Nói, Bạch Ngọc Kiều tiến lên mấy bước, thân thiết kéo lại Bạch Đào tay, cười tủm tỉm nói: Sáng mai không phải thứ bảy nha, ngươi rồi cùng cô cô ra ngoài ăn một bữa cơm thế nào? ta đi lần này còn không biết lúc nào lại tới đâu." Bạch Đào tưởng tượng, cảm thấy cũng thế. Mặc dù nàng cũng không phải là rất ưa thích Bạch Ngọc Kiều, nhưng so với những thân thích khác đến, cô cô chỉ là miệng có chút độc, tâm địa còn không phải quá xấu, mặc dù nói ghét bỏ Bạch Chính Suy người ca ca này, nhưng ngày bình thường cũng không ít hỗ trợ. Bây giờ nàng đều như vậy mở miệng, trực tiếp cự tuyệt không khỏi không thể nào nói nổi. Thế nào Bạch Đào gật gật đầu, "Thành A Vậy ngài muốn đi chỗ nào ăn? Gặp nàng đáp ứng, Bạch Ngọc Kiều đáy mắt hiện lên Linh Quang, nụ cười lớn mấy phần. Xuân Giang lâu đi, bất quá minh thiên cô cô buổi sáng muốn trước xử lý chút chuyện, sau đó từ chỗ ấy trực tiếp đi qua tửu lâu đến lúc đó ngươi tới trước chỗ ấy chờ lấy ta tốt. Thành! Vị trí ta đều định tốt, tại số 10 bao xương. Hai người ăn cơm làm sao còn muốn cái bao xương? Bạch Đào mơ hồ cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Nàng mệt mỏi một ngày, cùng Bạch Ngọc Kiều một giọng nói về sau, xoa đau nhức cánh tay trở về phòng ngủ. Bạch Ngọc Kiều hướng nàng rời đi phương hướng nhìn quanh vài lần, đối xử mọi người ảnh hoàn toàn sau khi biến mất, âm thầm so cái tư thế chiến thắng. Chính trên mặt đất chơi xếp gỗ hạ hạ ngẩng đầu lên, cùng mẫu thân nói. Mẹ, ta cũng muốn đi ăn cơm. Ngươi không đi, ngươi ở nhà đợi. Hạ hạ xẹp xẹp miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập không vui, nàng hừ một tiếng, đem xếp gỗ hướng trên mặt đất ném một cái, vui vẻ mà chạy rời phòng khách. Ngày kế tiếp, Bạch Đào ngủ mơ mơ màng màng lúc, cửa phòng bị gõ gõ, mơ hồ truyền đến Bạch Gia cô cô thanh âm. Đào tử, ta đi trước, ngươi đừng quên đi Xuân Giang Lâu A, 11 điểm. Nàng trở mình, mơ hồ không rõ trả lời một câu. Theo dần dần từng bước đi đến bước chân, Bạch Đào không buồn ngủ, triệt để thanh tĩnh, ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, kim đồng hồ vừa vặn chỉ hướng 8 giờ. Xuân Giang lâu cách chỗ ở không xa, lái xe bất quá 40 phút lộ trình, nàng cũng không nóng nảy, khoan thai một lần nữa nằm lại trên giường, cầm lấy mặt bàn điện thoại, lật ra uê bô động thái. Vừa mới đổi mới, một cái tin nhảy ra ngoài. Lạc thần V, xảy ra chút sự tình, khoảng thời gian này trực tiếp đều muốn bồ câu, rất xin lỗi mọi người. Nhìn qua cái kia ID, Bạch Đào mơ hồ nhớ tới cái này là đồng sự nhóm mỗi ngày đàm luận đối tượng. Nghĩ nghĩ, Bạch Đào ấn mở Lạc Thần trang chủ, sự chú ý của hắn số 13 cái, fan hâm mộ số 800 vạn, quá khứ Weibo chỉ có hơn 10 đầu, nhưng mỗi đầu phía dưới đều có hơn vạn bình luận nhân số. Số liệu này để Bạch Đào hơi kinh ngạc. Làm một không lộ mặt mạng lưới chủ bá, lại có so sánh minh tinh fan hâm mộ cùng nhiệt độ có thể nghĩ thật sự là hắn là một nhân tài. Bạch Đào lật về đầu thứ nhất quê bô, ấn mở bình luận liếc nhìn. Lạc nữ thần phan cuồng. Ta coi là bồ câu một tuần lễ chính là nhất lâu, không nghĩ tới ngài nói cho ta tiếp xuống cũng không phát sóng. Cầu lạc lạc cùng ta kết hôn. Quỳ xuống, quỳ xuống, đại lão, đại lão, ta chịu không được một ngày không có ngươi a, à, là xảy ra chuyện gì sao? Lạc nữ thần ngày hôm nay phát sóng sao? Ung một chút sẽ khóc, Bảo Bảo không nghe, Bảo Bảo ủy khuất. Cẩm Chanh ngày hôm nay đổi mới sao? A a a a, đây là giả a, à, ngày trước đó thế nhưng là mỗi ngày phát sóng, đột nhiên đổi thành một tuần truyền bá một lần, hiện tại nói cho ta tiếp xuống cũng không có. Cẩm Chanh không đổi mới cũng là tiên nữ. Giống như Quan Phương nói lạc lạc vì ca khúc mới trải nghiệm cuộc sống, không thể không nói thật sự chuyên nghiệp. Tiếp ba pip. Ha 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 thần mẹ hắn trải nghiệm cuộc sống, ta nữ thần cũng không thể đi công trường dời gạch A. Đào tử, lại không nổi sẽ trễ. Ngoài cửa truyền đến hứa A Di Thanh âm. Bạch Đào lấy lại tinh thần, hướng ra ngoài rống lên cuốn họng, ta lập tức. Nhìn xem phía trên Weibo, Bạch Đào nghĩ nghĩ sắp tới chú ý, thuận tiện mở ra áp hạ con báo TV, sau đó vứt xuống điện thoại đi phòng tắm. Một bên khác, bởi vì què chân mà không thể hạ đi lại Tô Thiên Lạc chỉ có thể ở trong nhà không có việc gì chơi lấy máy tính. Máy vi tính sách tay này vẫn là bạch đào trước đó đào thải, sau đi tới Tô Thiên Lạc trên tay, hắn tổng cộng dùng không cao hơn 3 lần. Tô Thiên Lạc một tay chống cầm, ánh mắt miễn cưỡng đảo qua giao diện, đúng vào lúc này, pop chấm UP từ góc dưới bên trái nhảy ra ngoài. Ngài có mới phan hâm mộ. Lạc thần cái này bô mỗi ngày đều sẽ có người chú ý, Hắn cũng không thèm để ý, nhưng bởi vì ép buộc chứng nguyên nhân, Tô Thiên Lạc vẫn là điểm tiến vào. Mà ở nhìn thấy một người trong đó ai đi lúc, hắn đồng mắt trong nháy mắt nắm chặt, cả người đều cứng lại rồi. Tại kia một tờ lại lẫm phang hâm mộ bên trong, cái kia tên là Đào Tử Nước Ngọc danh tự phá lệ xuất chúng đáng chú ý, ảnh chân dung là nàng tại bờ biển tự chụp, cười đến trong veo vừa đáng yêu. Tô Thiên Lạc hầu kết trên dưới lật qua lật lại đặt ở chạm đến trên bàn phím tay có chút trung. Đào tử xưa nay sẽ không chú ý minh tinh, càng đừng mạng lưới hoặc náo viên, nàng hào bên trên toàn bộ đều là đẹp trang chủ lâu, mỹ thực chủ lâu, du lịch chỉ nam cùng manh sủng nhạc viên, hiện tại làm sao đột nhiên chú ý hắn. Chẳng lẽ lại đào tử biết rồi thân phận của hắn? Không đúng không đúng, đào tử nếu như biết, hiện tại chỉ sợ sớm đã tới chất vấn hắn, mà không phải. Điểm quê bô chú ý. Nhìn xem cái kia ai đi, tô thiên lạc trên mặt biểu lộ càng thêm trang nghiêm, hắn đầu óc một mảnh bột nhảo, hắn không nghĩ ra. Chẳng lẽ lại, đào tử thật sự phấn thượng lạc thần. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 10 Nếu là bán sách, một triệu một lần cũng không có vấn đề a, à, bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Không 10 cùng nghèo khó yêu đương Tô Thiên Lạc rất hoảng. Tại mới quen Bạch Đào lúc, hắn chỉ là một cái bỏ học làm công nhân viên phục vụ, về sau phòng ăn ẩu đả, bị sa thải sau đi quán bar, nhận lời mời trở thành nửa đêm trú hát, chuyện này hắn một mực không dám cùng Bạch Đào nói, sợ nhà đứng đắn Bạch Đào sẽ xem thường hắn. Kết quả làm không bao lâu, Tô Thiên Lạc lại một lần bị liên lụy đến đánh nhau sự kiện bên trong, sự kiện lần này để hắn trời xuôi đất khiến quen biết con báo TV người đại diện Triệu Bình. Triệu Bình coi trọng Tô Thiên Lạc hòa nhã cùng hay thay đổi cuốn họng, không nói hai lời đem hắn ký. Cứ như vậy, Tô Thiên Lạc thành vì danh mạng lưới chủ bá. Tô Thiên Lạc biết Bạch Đào không thích loại này, loài người, đồ vật, nghĩ đến một ngày kia làm ra thành tích, kiếm được tiền lại nói cho Bạch Đào, đến lúc đó người nhà của nàng cũng sẽ không nói cái gì. Hiện tại thật vất vả làm ra thành tích, lại tìm không thấy cơ hội cùng bạch đào bộc lộ tiếng lòng, bết bát nhất chính là, đào tử nói không thích kẻ có tiền. Hắn nên tính là người có tiền A. À. Tô Thiên Lạc nhíu mày, thần sắc xoắn suýt. Đầu năm nay còn có không thích kẻ có tiền. Những khác tạm thời không nói, chuyện cho tới bây giờ lại không nói với bạch đào minh chân tướng, chờ sẽ có một ngày nàng biết rồi, nhất định sẽ sinh khí. Nhưng là nói như thế nào đây? Cũng không thể trực tiếp đào tử, kỳ thật ta là cái kia mạng lưới rất hỏa chủ bá lạc thần, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Sắp điên. Tô Thiên Lạc hung ác xoa nhẹ đem đầu đỉnh sợi tóc, miếng môi ổn định tâm thần, lấy điện thoại cầm tay ra bấm bạch đào điện thoại. Quy, lạc lạc sao? Thanh âm của nàng bối rối, nghe có chút rối ren. Ngươi có thế tới sao? Tô Thiên Lạc nói, ta. Có một ít sự tình muốn cùng ngươi nói. À, bạch đào vội vàng lái xe phân thần nói ta muốn cùng cô cô đi ăn cơm đợi buổi tối tốt a à. à, hừng vậy ta chờ ngươi kỳ thật ngươi bây giờ cũng có thể nói cho ta biết bạch đào vừa nói một bên từ trong ngăn tủ tìm kiếm lấy đồ vật ta nghe đâu cô thiên lạc há hốc mồm phát hiện mình nói không nên lời hắn có chút than thở hay là chờ ngươi qua đây tốt vậy được rồi ta cúp trước nha đưa điện thoại di động ném đến trên mặt bàn về sau, Bạch Đào cũng lật tìm ra mình cần kia cái mũ. Nàng đối tấm gương tinh tế sửa sang lấy dung nhan, bởi vì là cùng người thân dùng cơm, cho nên tại xuyên bên trên cũng không có quá lớn giảng cứu, một đầu đơn giản lụa trắng váy dựng tiểu bạch dày, cuối cùng phối hợp một đỉnh tiểu hương gió màu đen mũ, hoặc bác lại gợi cảm. Sách tốt túi sách, bạch đào không dám trễ nải trực tiếp đi Xuân Giang Lâu. Xuân Giang Lâu trang trí cổ điển, xây dựng ở trung tâm trên hồ, dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh còn tốt. Cùng cô cô định phòng tựa như là phòng số 4, cùng phục vụ sinh một giọng nói về sau, đối phương trực tiếp dẫn nàng tiến vào phòng. Một vị khác nói chậm một chút, ngài có thể ở đây chờ một lát. Được rồi, làm phiền ngươi. Đợi nhân viên phục vụ giữ cửa sau bên trên về sau, Bạch Đào mới nhập tọa. Cái này căn phòng nhỏ vừa vặn đối Xuân Giang lâu hậu viện, từ nơi này có thể ngưỡng vọng gặp viễn sơn cùng trong hồ nước linh động du ngoạn cá chép. Nàng chống cầm nhìn một lát về sau, bên tai truyền đến tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân. Bạch Đào nhìn sang, cô cô, ngươi làm sao mới đến? Vừa dứt lời, nàng ngây ngẩn cả người. Bởi vì trước mắt xuất hiện căn bản cũng không phải là Bạch Ngọc Kiều. Đó là cái nam nhân, rất có khí thế nam nhân. Hắn thân cao thẳng tắp, màu xám đậm âu phục cắt may hợp thể, càng sấn hắn tốt dáng người cùng hai đầu thon dài rắn chắc chân nam người như là hổn huyết ngũ quan lập thể thâm thúy một đôi tro con mắt màu đen lạnh lùng lại thâm trầm bạch đào trong lòng một cái lột bột đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ lại nàng đi nhầm là số bốn bao xương không sai a à? bầu không khí quỷ dị trầm mặc bạch đào cứng ngắc lấy phía sau lưng trước hết nhất đánh vỡ yên tĩnh ngươi ngươi là cô cô ta bằng hữu nam nhân đánh giá nàng nháy mắt một cái không nháy mắt bạch đào bị nhìn có chút mộng gãi gãi mặt chuẩn bị đứng dậy rời đi đang cùng nam nhân sượt qua người lúc bàn tay của hắn cầm một cái chế trụ bạch đào thủ đoạn bạch đào trong lòng kinh ngạc dưới lập tức liền muốn làm ra phản ứng lúc này chỉ nghe hắn nói bạch đào không tính chính tông tiếng phổ thông ẩn ẩn mang theo ngoại quốc khang phi thường quái dị bạch đào rung lên ngươi biết ta hắn cúi hạ khóe mắt, biểu lộ so trước đó thân hòa không ít, ngồi trước đi. Bạch Đào mờ mịt ngồi xuống hắn đối diện. Ta là Cố Phi Minh, ngươi không nhớ rõ ta rồi. Cố. Cố Phi Minh. Bạch Đào nhìn chầm chầm hắn, tinh tế tại trong đầu tìm kiếm ký ức, cuối cùng Linh Quang hiện lên, ánh mắt ngạc nhiên. Ngươi, ngươi là Cố Phi Minh. Hừng, là ta. Hắn cười, nói, đã lâu không gặp, Bạch Đào. Bạch Đào Triệt để yên lặng. Cố Phi Minh là nàng khi còn bé bạn chơi, nói đúng ra nhưng là cha từ bên ngoài nhặt về hài tử. Ba nàng thiện tâm, nhặt tiểu hài nhi đã không phải hy kỳ cổ quái gì sự tình, nhưng Cố Phi Minh không giống, hắn là cha hắn từ bọn buôn người nơi đó cứu hài tử, khi còn bé Cố Phi Minh vừa gầy vừa đen, cùng trong núi sâu giống như con khỉ, nhỏ bé đến không chút nào thu hút. Hắn không nói nhiều, cả ngày co quắp tại võ quán bên trong góc, cả người lộ ra yếu nhóc đáng thương lại bất lực khí tức. Bạch Đào nhìn hắn đã đáng thương, thế nào nghĩ trăm phương ngàn kế đùa cho hắn vui, sau một thời gian ngắn, Cố Phi Minh rõ ràng hoạt bát không ít, mặc dù đối với bên ngoài vẫn là ô trầm trầm dáng vẻ. Nghĩ đến khi còn bé kia đoạn quan cảnh, Bạch Đào nhịn không được công lên hai con ngươi. Chúng ta lúc trước còn chơi qua kết hôn trò chơi đâu. Hừng, ngươi đóng vai vẫn là trượng phu nhân vật. Cố Phi Minh một tay chống cằm, một đôi mắt chuyên chú nhìn nàng, ta còn không có nói cám ơn với ngươi, nếu như không phải ngươi, ta hiện tại hẳn là ngồi sổng đại lao. Khi đó hắn bi quan chán đời lại âm trầm, nếu không phải gặp được thiện tâm bạch cha con, hắn hiện tại khả năng thật sự đi giết người phóng hỏa. Ngươi lại nói cái gì nha, ta nhìn ngươi bây giờ trôi qua rất tốt. Bạch đào đánh giá cố phi minh, nàng mặc dù không biết bản hiệu hàng nhưng cũng có thể nhìn ra cái này một thân trang phục không phải người bình thường có thể tiếp nhận lên. Vẫn tốt chứ, ta cách mở võ quán về sau, bị mẫu thân người bên kia mang về Nga, ngươi đây hiện tại đang làm cái gì? Ta đang dạy tiểu học. Chân ý bên ngoài. Cố Phi Minh thấp cười nhẹ, ta cho là ngươi sẽ làm cảnh sát vũ trang. Bạch Đào. Làm sao khiến cho nàng rất thô bạo đồng dạng. Tốt a nàng khi còn bé hoàn toàn chính xác rất dữ dằn ban đêm ta sẽ đi thúc thúc nơi đó bái phỏng ta một mực rất cảm tạ hắn lúc trước đối chiếu cố cho ta ba ba nếu là nhìn thấy ngươi sẽ rất vui vẻ kỳ thật ta một mực không có hỏi cố phi minh nhìn xem bạch đào ngón tay tương hổ vuốt ve hắn miếng miếng môi nhẹ nhàng hỏi ngươi bây giờ có bạn trai chưa làm sao đột nhiên hỏi cái này bạch đào nháy mắt mấy cái không chút do dự gật đầu nói. "Có, chúng ta kết giao một năm." Kia một cái chớp mắt, Bạch Đào tại Cố Phi Minh đáy mắt nhìn thấy một vòng ám trầm, lại một cái chớp mắt, lại phát hiện hắn cười đến ôn hòa. "Tốt a, à, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Khi ta đi trước." Bạch Đào mắt nhìn thời gian, cô cô ta nói cho ta biết địa chỉ hẳn là sai rồi, ta phải nhanh lên một chút liên lạc với nàng, miễn cho làm cho nàng đợi lâu trước khi đi có thể cho ta một cái ngươi phương thức liên lạc sao? Bạch Đào cũng không có khách khí, trực tiếp đem điện thoại báo lên, nhìn hắn ghi lại về sau, quay người rời đi bao sương. Đưa mắt nhìn Bạch Đào rời đi thân ảnh, cố phi minh nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, hắn lại khôi phục lãnh đạm biểu lộ, lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cái mã số. Anthony, giúp ta tra một chút hồ khẩu ngõ hẻm số 3 nhân gia, Bạch Đào. Nói xong, lẳng lặng đưa di động đặt lên bàn. Vì phòng ngừa lại làm sai chỗ, Bạch Đào xuống lầu trực tiếp chờ ở cổng. Giữa trưa mặt trời đã hơi lớn, cô cô nàng Bạch Ngọc Kiều điện thoại làm sao đều đánh không thông, Bạch Đào đợi một chút, nhướng mày, phát hiện sự tình không đúng. Đầu tiên cô cô nàng là cái hẹp hỏi cực điểm người, nếu như là mời khách ăn cơm, làm gì cũng sẽ không tới này quý ba ba xuân Giang lâu, còn nữa nói, nàng tại thành thị này trừ bọn họ ra nhà bên ngoài liền không người là bằng hữu gì nàng sáng sớm đi gặp ai còn cố ý thông tri nàng đến đúng giờ chẳng lẽ lại bạch đào cầm di động tay nắm thật chặt cô cô nàng chính là đồ nghịch thủ đoạn làm cho nàng đến ra mắt a mẹ nhà hắn may mắn đi sai chỗ bạch đào tức giận lợi hại cũng không có chờ đợi thêm nữa trực tiếp lái xe về nhà tại bạch đào sau khi rời đi không bao lâu một người khác từ Xuân Giang Lâu đi ra. Hắn rất cao, sống lưng thẳng tắp, vai rộng hẹp eo, cắt có một đầu ngắn mũi tóc đen, càng lộ vẻ ngũ quan lạnh lùng, mặt mày thâm thúy. Đi ngang qua đám nữ hài tử chưa thấy qua đẹp mắt như vậy lại có khí chất nam nhân, trước khi đi phía trước liên tiếp ké mắt, còn có đưa điện thoại di động camera nhắm ngay hắn. Việc ngạn nhíu mày, sắc bén hai con ngươi hướng qua quét qua, lập tức kinh sợ đến mức nữ sinh thu hồi điện thoại ôm đồng bạn tăng nhanh bộ pháp. Hắn tiến hừ lạnh, một tay đút túi dựa vào đỏ trụ tử, tay kia cho hắn cha gọi điện thoại. Quy, ngươi ra mắt hết à? Trong điện thoại truyền đến việc thiên lâm thanh âm. Việc ngạn hiếp mắt mắt thấy mặt trời, miễn cưỡng nói. Không, nữ nhân kia cho ta leo cây. Cái gì? Việc thiên lâm không biết là không nghe rõ, vẫn là không dám mới, thế nào lại hỏi một lần, ngươi nói cái gì? Việc ngạn không kiên nhẫn nói. Nữ nhân kia cho ta leo cây. Thả ngươi bồ câu. Việc thiên lâm thấp mắng nhỏ âm thanh, lão tử liền biết không có nhà ai mắc mù có thế coi trọng ngươi cái này đống phân trâu. Việc tiên sinh, xin ngươi đừng đối với ta nhân thân công kích. Việc thiên lâm. Lão tử là trần thuật sự thật. Thời gian này thật mẹ hắn là không có cách nào qua. Đang muốn việc ngạn chuẩn bị cúp điện thoại lúc, trong loa lần nữa truyền đến việc Thiên Lâm thanh âm. Đã ra mắt không thành công, ngươi chỉ có thể lựa chọn thứ hai bộ phương án. Hành lý ta để bảo mẫu thu thập xong, 30.000 khối tiền cũng chuẩn bị xong, còn ngươi những xe kia A biểu A máy chơi game A cái gì ta toàn khóa ở nhà để xe, ngươi yên tâm, ta sẽ ba ngày hai đầu giúp ngươi xe một chút, cam đoan bọn chúng không bị thương tổn. Đúng, trước khi đi cùng mẹ ngươi nói một tiếng, miễn cho nàng không yên lòng. Việt ngạn mím mím môi nói cha ta cảm thấy ta còn có thể ra mắt lần thứ hai miễn đi ngươi cái này cổ là ném không đi ra ta không cầu ngươi trướng chỉ cầu ngươi đừng ngừng bàn nhật ngươi bố khỉ a à, không phải liền là một năm kiếm một triệu sao a à, có gì đặc biệt hơn người việc ngạn nhìn xem cúp máy điện thoại móc ra hương yên hít một hơi thật dài hắn đối bầu trời bừng tỉnh xuống thần bắt đầu nghĩ nếu là bán sắt một triệu một lần cũng không có vấn đề a à. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói việc ngạn ta việc ngạn liền xem như chết đói từ nơi này nhảy xuống cũng tuyệt không bán sắt quan nhân đến a à, rất lâu không có đổi mới sáng mai có kinh hỷ chưa kịp bắt trùng chịu đựng xem đi bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video